chiều bạn gái. Rất chiều bạn gái, sao giờ chưa có bạn gái? Thấy chiều quá, bạn gái trốn luôn anh. Trời ơi, bây giờ con nói vậy, mai mốt về sau con về con đánh nó làm sao? Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Thôi chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Bùi Minh Trường, sinh năm 1990. Hiện tại thì em đang làm quản lý của công ty bất động sản. M-I-E là Miên đó hả? Dạ đúng rồi. Bùi Minh Trường, sinh năm 90 tức là 27 tuổi. Dạ vâng. Rồi quê đâu? Hiện tại thì quê em ở Tây Ninh anh. Tây Ninh, làm ở đâu bạn? Em đang làm ở Bình Thạnh. Rồi, mời bạn nữ. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Huyền Linh và bạn nam ở kế bên ạ. Em xin chào quý khán giả, em là Kỳ Duyên, em 23 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn ạ. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn, biết vẽ. Điểm yếu của em là em hay ngại, với lại hay suy nghĩ lung tung xong rồi tự buồn. Suy nghĩ lung tung là suy nghĩ về cái gì? Giống như suy nghĩ về những cái bi quan trong cuộc sống á chị. Cái gì em vẽ, em cầm gì trên tay em vẽ gì cho chị coi với? Dạ cái này là vẽ cái mẫu bạn trai lý tưởng của em. Ôi trời ơi, được rồi. Bí mật đi em, bí mật đi em, chút xíu đưa anh coi. Anh khóa cái hình đó để chút anh qua anh coi trước. Rồi bạn trai, mình dạ, thì sao? Hiện tại thì có em ưu điểm của em cũng biết nấu ăn, biết chơi bóng bàn và rất thích chiều bạn gái. Cái tiết mục mà rất thích chiều bạn gái là được rồi đó. Điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em thì hơi nóng tính, thật thà quá thì thành điểm yếu luôn. Lâu lâu cũng bị mất kiên nhẫn nha. Rất chiều bạn gái, sao giờ chưa có bạn gái? Thì chiều quá, bạn gái trốn luôn anh. Trời ơi, em chiều là sao? Bạn gái trốn em ví dụ cái em chiều sao đâu? Thấy quan tâm nhiều quá nên là cũng chán luôn. 23 tuổi, em tính khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà tiến tới hôn nhân thì khoảng 25 tuổi. 25. Bên đây 2 năm nữa là 29 rồi đó. Chào em. Dạ, chào. Anh xem cái hình em. Anh nôn quá. Anh nôn lắm. Anh xem như thế nào thôi, anh không nói ai nghe đâu. Mẫu người lý tưởng đó. Thử xem nha. Trời ơi, tự vẽ đó. Đây là người trong mộng em á hả? Em thức mấy đêm để em vẽ. Mấy đêm luôn? Không biết có giống mình không ta? Giống không anh? Thôi để chút anh nói. Nhưng mà sao mà tóc chỉ ông này ông chỉ anh đâu, tóc tai chỉ hả? Thích tóc vậy hả? Dạ em thích tóc nhiều. Thích tóc nhiều? Dạ đúng rồi. Nhìn này ngầu quá. Em thích là mặt lạnh lạnh vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Mũi cao. Mắt một mí. Trán hơi nhăn, môi mỏng. Trời, thôi giữ đi, họ tả không ra gì luôn á. Nếu như bây giờ em vẽ cái hình trong mộng vậy, nhưng qua đây em gặp một người khác không trong mộng của em thì sao? Em để cái hình này luôn trong mộng. Giữ luôn, không cho ai biết luôn. Dạ đúng rồi. Bạn thích người đàn ông của mình như thế nào? Dạ em thích một người đàn ông không gia trưởng. Rồi. Không hút thuốc, biết quan tâm bạn gái. Ừ. Có tính hài hước. Được rồi. Vui vẻ. Anh sẽ qua. Tóc này đâu có dựng ngược đâu ha. Không dựng lắm anh. Trước khi qua coi thì em có cái điều gì không thích ở người bạn trai? Bạn trai cao bao nhiêu? Cao khoảng trên 1m7. Tại vì em cao 1m65. Nhiều khi cái mặt y chang vậy mà có nhiêu đây thôi được không? Dạ không. Đó, thấy chưa? Dạ. Phải biết ăn mặc xíu, da hơi ngâm, chân dài. Trời đất ơi, sao em khó quá vậy? Hồi nãy chưa hỏi em có tật xấu gì không? Em có tật xấu là em hay quên. Vậy mình cần một người bạn trai kỹ tính chút xíu, có gì nhắc nhở mình. Em không biết hát, theo em cần bạn trai biết hát, hát cho em nghe. Ồ, để chị hỏi anh có biết hát không? Chào em. Dạ em. Em cao mét mấy? Em cao có 1m68 mà. Chết rồi, bên đây 1m65 mà người ta mang. Ờ. Em biết hát không? Dạ cũng biết sơ sơ. Tiếng hát sẽ đập tan mọi ranh giới. Em hát tặng bạn ấy một khúc đi. Bạn dạ. ấy thích người biết hát. Em cũng xin hát bài Con đường mưa. Đứng lên biểu diễn luôn em. Chị sẽ về chị diễn tả lại cho. Thử tưởng tượng con đường phía trước đang mưa nha em. 2, 3. Che đúng rồi, che. Nếu ngày xưa bước đi ngang qua con đường thì anh đã không gặp mình. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Hết rồi chị. Hết mưa hả? Tắt rồi. Trời đã qua, trời quang mây tạnh. Rồi ngồi xuống. Được. Tóc nhiều, mắt một mí. Trời sao giống vậy? Đen. Chiều cao thì hơi thiếu chút xíu. Hơi khiêm tốn chị. Khiêm tốn bạn xíu. Bạn gái cao hơn em là đẹp mà. Đẹp ha. Dạ. Hung bắt ghế lên ha em. Không sao. Ok chị. Ok. Rồi em có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em thì cũng dính liền với cái tên của em luôn. Thì Bùi Minh Trường đó. Hồi nhỏ em hay ngủ, rất là ngủ.
ngủ liên miên luôn nên là mới đặt tên, cái tên em nó hơi lạ lạ đi xíu. Nhưng bây giờ cũng đỡ ngủ rồi. Dạ, dạ thức tỉnh rồi chị. Tỉnh rồi ha? Thức tỉnh chứ không, không có bạn gái sao? Em có phải làm dâu gì không? Bên kia làm dâu chứ bên đây thì đúng rồi, ý là em có cần bạn gái làm dâu gì không á? Hỏi cho nó kỹ chứ bên đây nó làm dâu được là mệt à. Dạ có chị, nhưng mà em tính em thoải mái lắm, không có gia trưởng. Như làm dâu về về ở đâu? Dạ ở nhà em. Nhà nằm ở đâu? Tại em có cũng có nhà ở Sài Gòn chị. À vậy ba mẹ đang ở chung với mình luôn? Dạ không, ba mẹ em ở dưới quê ở Tây Ninh á. Ủa vậy giờ làm dâu là về Tây Ninh hay ở Sài Gòn? Ở Sài Gòn chị. Là rước ba mẹ lên? Thì ba mẹ hiện tại thì vẫn ở đó. Vậy đâu có làm đó. Dâu, ông nói chuyện lòng vòng vậy. Từ từ mới mốt ba mẹ mới lên chị. À thì đó, thôi có nhà thành phố là ngon quá trời rồi. Được, còn có gì nhà nữa. Là ổn rồi. Nói chung mọi thứ là được, chỉ có thiếu chiều cao một xíu. Mình nghe người thân tư vấn như thế nào nha. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với chị ruột của em. Dạ xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình thấy là bạn gái đây á, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà rất là nhìn rất là chững chạc và chín chắn. Với cái ưu điểm và cái khuyết điểm của hai bạn thì mình thấy cũng hợp với nhau và cũng có những cái điểm chung. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Mình thì sao? Hôm nay nhà gái mình đi có ai? Dạ, em đi với là bà nội với ba mẹ. Chào ba. Chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh. Dạ, chào bác. Dạ, con chào bà. Chào con. Nay bà đi xuống đây là để nhìn mắt cháu. Cháu rể tương lai. Bà thấy cháu cũng được, cao ráo lứa. Bà con hỏi bà chút bà. Hồi xưa đó, cái thời của bà đó, là người ta làm mai làm mối có gặp mặt gì không bà? Hay là làm mai làm mối đâu tới lấy luôn bà? Lấy luôn con, chứ không có gặp mặt như vậy. Có được nói chuyện gì không? Không có được nói chuyện gì nữa con. Cha mẹ nói xong là bắt đầu làm đám hỏi đám cưới xong đi về nhà chồng. Trời. Chị ơi, có yêu không bà? Cũng yêu mà yêu chút đỉnh. Cảm ơn bà nhiều. Hôm nay thì tụi con cũng hiện đại và ha, cho gặp mặt nói chuyện với nhau. Bà thấy được không? Được con. Dạ. Rồi ý kiến ba làm sao? Chào chị Đường Quyền Linh. Thì thấy cháu thấy cũng được, cũng hay. Dạ con cảm ơn. Rồi cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho con cháu gặp mặt hả bà? Nhớ nha em, thấy giống thì đưa, không giống cất luôn nha em. Ôm trong mộng luôn. Ôm trong mộng luôn. Rồi kéo màn. Giống không? Giống. Có thể cho anh mượn trước được không? Em nghĩ cái này em nên cất luôn. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ. Thôi cho ảnh coi đi em. Trời, trời ơi, giống xuân cu quá vậy. Nè, thấy được bao nhiêu phần trăm? Chắc có 50% mà, phi quá anh ơi. Anh thấy không tới đâu. Nhưng vấn đề chỗ này nè, cái người này nó sẽ hơn người này như thế nào? Về dạ, tâm đúng. Hồn, về sự chăm sóc, quan tâm, chia sẻ. Dạ. Thôi, giữ làm kỷ niệm. Rồi, chúng ta có 2 phút nói chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em, không biết nãy giờ em có cảm nhận về anh như thế nào rồi? Dạ theo em cảm nhận thì anh là một người hiền, em biết quan tâm cho bạn gái nhưng mà không biết là sau này sẽ như thế nào. Mà em mong là nếu mà anh nói được thì nói được phải làm được không? Dạ đúng. Em cứ yên tâm đi, hãy gửi con tim vào anh. Trời, em rung quá à. Tí xíu nữa nắm tay là khỏi rung rồi. Trời ơi, chưa gì trơn là nắm tay. Ví dụ như là tuần mình có thể gặp nhau khoảng mấy lần? Cuối tuần à, ai cũng đi làm cho nên em nghĩ là đi làm về sẽ rất là mệt mỏi. Cho nên là em muốn gặp nhau cuối tuần để tinh thần nó thoải mái hơn. Anh sao cũng được, miễn em thích là được rồi. Em mai mốt giờ nhớ giữ tiền giùm anh nha, anh không biết giữ tiền. Dạ cái đó thì anh yên tâm, em giữ tiền chắc lắm. Nén tóc lên cho nó sáng sủa. Không, để vậy đẹp, sủ vậy đẹp. Dạ, em đẹp nhưng mà khán giả không thấy, cổ đẹp. Rồi, tiếp tục. Anh thì anh thích một trai một gái nè. Nhưng mà em thích con đông, em thích tới 4 đứa lận. Dạ. Tiêu chuẩn của em là 4 đứa, anh nuôi nổi không? Không sao, nếu em thích thì ok hết. Nuôi thì nổi nhưng mà đẻ nổi không á. Rồi, mọi người nói một câu gì thật tình cảm nào. Thì anh nghĩ là mình cũng có thể cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau thôi. Nhớ bấm chuông nha. Trời đất ơi.
Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật quyền kỹ quyết nha. Quyết định bấm nút hay không là do các bạn nha. Nói thì nói thế thôi, mình phải bình tâm và suy nghĩ. 3 2 1 hết thời gian. Có bấm mà. Có không? Có bấm không? Có bấm. Rất hoang mang khi nhịp tim nó không cùng chung nhịp nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi bây giờ là mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Mình nói gì với bà, với ba mẹ của bạn gái đi. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc bạn ấy thật nhiều. Bà thấy hợp không bà? Bà thấy được. Nhưng mà bây giờ con nói vậy, mai mốt về sau con về con đánh nó làm sao? À. Dạ không giờ. Nói tiếng trước tiếng sau con đá nó làm sao? Con nói với bà đi, hứa đi. Dạ con hứa là mấy cái vấn đề đó là không xảy ra. Cái đó là cũng tùy thuộc vào người đàn ông thôi. Người đàn ông phải có trách nhiệm. Không có được vũ phu. Nếu mà con nói con có trách nhiệm, bà rất là tin tưởng. Không nói với bà. Bà ơi, con sợ ngược lại đó. Con đánh không lại thấy đâu. Thấy bên đây đồ quá. Rồi, cảm ơn bà nhiều. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn. Em là con trưởng nhưng không phải gia trưởng. Bạn trai có thể làm được thì em có thể làm được. Em này có thể làm được tất cả những công việc của phụ nữ. Dù nhúc cỡ mấy em cũng kéo thành mạnh là tại vì em mạnh tính lắm anh. Chúc mừng cho cặp đôi đầu tiên. Mong rằng họ sẽ hiểu kỹ hơn và sẽ đi xa hơn trên con đường hạnh phúc nhé. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời hạ màn. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai, xin mời. Mời em. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mình giới thiệu về mình đi em. Dạ, xin chào chị Quyền Linh. À, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh với quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hoàng Oanh, năm nay em 28 tuổi. Em đang là nhân viên của Trung tâm Du lịch Sinh thái Văn hóa Chuyến Khu Đê và trực thuộc của Bộ Tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Chị Quyền Linh chào em. Quê em ở đâu? Dạ, theo mẹ em thì ở Hải Dương, còn ba em thì ở Sài Gòn và em sinh ra lớn lên ở Đồng Nai. Trời ơi, sao nó lạc hướng hết trơn vậy? Mời bạn trai. Em chào Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên đó. Em là Nương Văn Thông, em đến từ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Quê ở đâu em? Quê em ở Nam Định ạ. Em làm nghề gì Thông? Dạ, em đang làm quản lý kho của FT Shop ạ. Bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 88, hôm nay em 30 tuổi ạ. Thông có mấy mối tình rồi? Dạ, em từng trải qua 2 mối tình anh. Bạn nữ thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em là dễ tiếp xúc với mọi người lắm chị. Em có cá tính hơi mạnh, cho nên là cái chuyện của bạn trai có thể làm được thì em có thể làm được. Cho nên là ở trong cơ quan em thì mấy chị nữ rất thương em, bởi vì còn có mình em mà tính của em lại hơi men nữa. Cho nên là cũng hơi khó. Tính của em cũng có thể là rất thẳng tính, cực kỳ nóng. Đụng một cái là em có thể quạo được. Em không chưa có thể là kìm được cái bản tính của mình, chưa kìm được cái nóng tính đó. Đó là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Cái đó cũng có thể là cả hai đó chị. Ồ, vậy hả? Bạn trai thì sao? Nghe bạn gái nói là mình rất nóng tính như vậy, chưa có kềm được thì em cảm thấy như thế nào? Thì em nghĩ chắc là phù hợp với em rồi. Vì hả? Em là người chịu đựng rất tốt, chịu bạn gái được không? Em có khuyết điểm gì không? Cái ưu điểm của em là có thể làm được tất cả những công việc của phụ nữ. À. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính được xíu. Có nóng cái gì tính. Nói thẳng. Hai người nóng tính hết trơn? Dạ không, em thẳng tính. Sai là em nói luôn nhưng không để bụng cái gì cả. Nhưng mà bạn kia đang nóng tính mà em nói thẳng luôn là bạn nóng nữa. Em kìm được. À, em người kìm được tốt. Vậy xong tốt. Em nói. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là cuộc sống bây giờ em chỉ muốn tìm một người nào có thật lòng. Sống chung thủy là được. Còn tất cả khó khăn trong cuộc sống thì cùng nhau gánh vác, cùng nhau đi lên thôi. Em không thích gì người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ có thể là những cái thời gian rảnh thì có thể dành cho gia đình. Mà nhiều khi có những người phụ nữ kiểu như là thời gian rảnh lại dành cho cuộc sống ở bên ngoài, bạn bè nhiều quá. Rồi, bạn nữ có ý kiến gì không? Dạ, em thấy bạn đấy nói em cũng có đồng với ý kiến của bạn đó à. Tại công việc của em thì nhiều, cho nên là em không có ngoại tình hay lăng nhăng đâu anh, khỏi lo. Tính này cũng chung thủy lắm. Mình đặt ra mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không?
Dạ, bạn trai của em thì em cần bạn ấy là không biết hút thuốc và không biết nhậu. Bạn trai có biết hút thuốc nhậu nhẹt không dạ, em? Cái đó thì em không biết thuốc, em không biết hút, mà rượu cũng biết uống luôn. Công việc của em nhiều khi cũng có nhậu nhưng mà em chỉ nhậu được 1-2 chai là xỉn rồi. Còn gì nữa không em? Dạ, không thích tính gia trưởng thôi ạ. Bạn trai có gia trưởng không? Em là con trưởng nhưng không phải gia trưởng. Khi nghe giọng nói bạn nam bây giờ mình có hình dung bạn nam là người như thế nào không? Em nghĩ chắc bạn cũng phải cao hơn em. Nghe giọng nói biết cao hơn hả? À, đúng thì em nghe chắc là giọng bạn ấm à. Khuôn mặt thì em chưa thể nào tả được, bởi vì hình dung của em thì nó hơi khác tí. Hình dung của em sao? Em hình dung sao? À, nói chung là nhìn khuôn mặt á, thì phải thấy có duyên một tí. Và khi mà nhìn vô cười một cái, nếu mà cái nụ cười có thể làm cho mình đang nóng mà dịu xuống liền thì thật sự em rất thích. Cười mà đang nóng mà nhìn vô dịu là cười sao em? Ví dụ em cười sao chị qua thì coi coi. Gọi là cười tỏa nắng đó chị. Trời ơi, nụ cười nước đá mới dịu nổi. Coi. Cười. Rồi mất nắng luôn, trời mưa luôn. Cười vậy tỏa nắng hả em? Dạ. Hồi nãy giờ em cảm nhận bạn gái bên này như thế nào? Nói chung em thấy bạn ấy cá tính. Em có ngại người phụ nữ cá tính không? Dạ không ạ. Bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Từ 6 tháng đến 2 năm trong khoảng thời gian đó. Em có tật xấu gì không? Tật xấu của em những ngày nghỉ hay ngủ nước. Cũng được ha. Không có gì, không có gì là xấu cả. Em đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ em thì cũng có xác định trước rồi, cũng chuẩn có chuẩn bị về thẳng rồi đúng không? Để anh Quang mạnh dạn nói bên đây rồi. Dạ, xin chào em. Chào anh. Nụ cười bên đây cũng tỏa nắng lắm mà. Dễ thương ấy. Anh bên đây nói thật sự á, anh hơi nhút nhát chút xíu. Em có thích đàn ông nhút nhát chút xíu không? Nếu mà nhút nhát hơi quá thì gọi là nữ tính rồi đó anh. Không, bên đây rất nam tính. Dạ, nếu mà nam tính thì dù nhút cỡ mấy em cũng kéo thành mạnh, là tại vì em mạnh tính lắm anh. À, chúng ta sẽ gặp nhau để hiểu nhau nhiều hơn như hôm nãy giờ. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ em đi với mẹ với hai người em của em ạ. Rồi. Dạ chào cô. À, tôi xin chào em MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể các quý vị khán giả hôm nay. Chào cô ạ. À, tôi là mẹ của em Oi. Tôi thấy bạn trai bên này cũng được. Dạ. Cô có đưa ra tiêu chuẩn chọn con rể như thế nào không cô? Theo tiêu chuẩn chọn ấy thì đối với cha mẹ thì không quan trọng về hình thức, chủ yếu là ở cái đức tính con người. Em trai em trao đổi gì vài câu em chào cô. Dạ, đi em. Con chào cô ạ. Thì theo ý kiến của cô thì con thấy là cuộc sống của con cũng thế. Cuộc sống là chủ yếu là cái tính cách con người, cách ứng nhân xử thế của mình như nào thôi. Nên là cái vấn đề đó cô yên tâm. Mà cô cũng nói trước là em anh oanh ấy thì em hơi cục tính đấy. Dạ. Mà em rất nóng tính nữa. Dạ. Tại vì công việc của em, cái áp lực công việc của em. Dạ vâng. Cho nên là cái tính của em là hơi nóng tính. Dạ. Cái vấn đề đó con chị được cô. À, con chị được hay không thì cái đó thì cô cũng chưa biết ạ. À. Dạ. Không biết nó chị con hay là con chị nó ạ. À. Rồi, em có đi với ai không? Dạ, em đi cùng đồng nghiệp của em, cùng làm. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, em là đồng nghiệp của anh Thông. Dạ, em thấy chị gái bên đây thì rất là xinh với lại dễ thương. Với lại em thấy tính cách của hai anh chị cũng khá là tương đồng. Em nghĩ là anh chị nên tìm hiểu nhau xem sao. Rồi, được rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Bình tĩnh em, không có gì hết ha. 2 phút mình trao đổi với nhau nha. Em chào anh. Anh khi mà nhấc bức rèm lên thì anh cảm nhận như thế nào về em ạ? Nhìn em cũng cá tính. Có điều gì đó là cũng đúng như em nói. Dạ em cảm ơn anh. Thấy nụ cười anh có tỏa nắng không em? Chắc nắng cũng chưa bằng em đâu chị. Chắc đúng rồi. Trong thời gian mà em với anh tìm hiểu nhau á, như một tháng mà em với anh chỉ gặp nhau một ngày thôi, có sao không anh? Không sao em, quan trọng là mình hiểu nhau được. Cảm ơn anh. Anh có thích đi làm từ thiện không? Anh có, anh thích làm từ thiện, anh đã từng làm rất nhiều. Dạ em với anh có cùng quan điểm đó. Tại vì hiện tại sắp tới em cũng có một chuyến từ thiện đi về Bà Rịa Vũng Tàu. Cho nên thế là anh tham gia được. Nếu mà có thể thì anh tham gia cùng với tụi em. Được, chắc chắn là được. Rồi mình nói tới chuyện tình yêu đi. Theo em thì nếu mà mình tìm hiểu nhau thì tầm bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà em với anh hợp nhau thì tầm 6 tháng đến 1 năm thôi. Kéo dài quá em mất công sợ ba mẹ em lại kêu là mày là bà cô già ế nữa. Khổ lắm anh ơi. Theo anh cũng thế, là hợp ý thôi. Bây giờ mình hát tặng nhau một bài nó hát nào đó để làm tạo ấn tượng ban đầu đi nào. Mời bạn trai làm trước đi. Em xin hát một đoạn. Tại vì em cũng không thuộc nổi bài hát. Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em. Từ lúc anh bắt đầu chạm vào trái tim tôi, một khi yêu ai tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình em.
Tôi khuyên em và tôi xin em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Ý nghĩa, mặc dù hát thì không biết có trúng không. Mời bạn nữ. Dạ, vậy em cũng gửi đáp lại anh một đoạn trong ca khúc Cho Em Gần Anh Chút Nữa. Một chút nhớ anh đây, một chút nghe với đây, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Em chỉ nhớ được mấy câu đó thôi. Trời ơi, cặp này xứng đôi quá. Rồi, mình nói mỗi người một câu nào đó, chúng ta sẽ kết thúc cuộc hẹn ngày hôm nay. Anh thấy thì em hợp, hợp với tính cách của anh. Thì em mong rằng em sẽ cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái. Dạ, em cũng mong rằng trong thời gian hai đứa mình quen nhau, anh có thể chịu được cái tính nóng nảy và cục mịch của em. Em có thể đánh anh bất cứ lúc nào, anh chịu được không? Đánh nhẹ chịu được anh, nhưng mà đánh mạnh quá chắc không chịu nổi. Thấy chưa, vậy em nói kiên nhẫn. Kiên nhẫn có giới hạn thôi anh. Được rồi, hết thời gian rồi hai bạn. Người ta phải ra lăng, đặt tay vào nút bấm. Đánh cỡ nào cũng chịu hết chứ. Suy nghĩ thật kỹ, rất nhiều người đang theo dõi chúng ta đó. Quyết định của chúng ta rất quan trọng. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng em. Hãy nắm tay nhau nào. Đấy, hy vọng rằng các bạn sẽ sớm gửi thiệp mời với chúng tôi. Dạ, em cảm ơn anh. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox, cùng đạp 212 để chiến thắng. Các bạn có thể đến đó xem phim và tìm hiểu kỹ hơn. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Rồi, nắm tay đưa bạn gái đi cho bạn. Nắm thật chặt, đừng buông ra nhé. Cùng dân chuyện hết. Sau đó là em bị rơi vào lãnh cảm luôn ấy. Gần như là cũng không có một chút cảm hứng nào với cả mọi các mối quan hệ luôn. Vậy thì em để cái mắt kiến đi. Lấy cái mắt kiến đi, khỏi cần gợi ý. Thế em muốn bấm đâu? Em muốn bấm nhiều chỗ lắm chị. Ngày hôm nay Cát Tường sẽ làm mai mối cho một cặp đôi cũng rất là tuyệt vời. Và đây thì Tường đã thấy anh chàng ngồi đây rồi. Tường sẽ ra ngoài và đưa cô bạn gái vào ngay lập tức quý vị nhé. Xin chờ Cát Tường trong ít giây thôi. Rồi, ghế đây. Xin mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Chào hai bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu cho nhau nghe về những cái thông tin cá nhân của mình. Nói thật là lớn, thật rõ cho người đối diện có thể nghe rõ được qua cánh cửa trái tim này nha. Mời bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào mọi người và chào bạn gái bên kia. Mình tên là Ngô Đức Minh, sinh năm 1982, quê quán ở Lâm Đồng. Hiện giờ thì đang làm tài xế ở Bình Thạnh. Chở hàng hay chở người? Tài xế tải vậy. Giờ mình có đi công tác xa không hay là mình làm giờ hành chánh hay là đi tỉnh? Dạ làm giờ hành chánh ạ. Thứ bảy chủ nhật mình vẫn nghỉ làm? Dạ không, làm hết. Làm suốt luôn? Sau 4 giờ nghỉ. Sau 4 giờ là được nghỉ. Vẫn có những thời gian buổi tối để đi chơi ha. Em quê ở đâu? Em Bảo Lộc, Lâm Đồng. Quê Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dạ. Rồi ở ngoài quê mình còn ai ngoài quê? Ngoài quê có bố mẹ với một em trai nữa. Bố mẹ với em trai. Dạ. Ở ngoài quê luôn. Mình vào thành phố giờ được bao lâu rồi? Trước đây em cũng đi trong quân đội 9 năm ở dưới đây. Ồ. Sau đó mới về quê. Duyên số sao đẩy vô tài xế xuống đây làm. Là trước đây có đi bộ đội? Đi sĩ quan 9 năm. 9 năm? Dạ. Wow. Rồi, tới phiên em gái. Em nghe rõ thông tin của bạn trai rồi ha. Đã từng đi bộ đội, sĩ quan tới 9 năm. Bây giờ về thì làm lái xe cho công ty đang ở Bình Thạnh. Em chào chị Cát Tường và chào mọi người. Cũng như chào bạn trai phía bên kia. Em đây là Trang. Em sinh năm 84. Hiện tại đang làm nhân viên cũng kiểu dạng văn phòng thôi chị ạ. Quê mình ở đâu cơ? Em ở Hà Nội ạ. Công ty cử thì là em ở đây công tác. Cũng chắc là cũng dài hạn ạ. Vào đây được bao lâu rồi? Em ở đây chắc là khoảng tầm được hơn 4 tháng rưỡi. Gì? Mới vô có 4 tháng rưỡi à hả? Dạ. Thế mình thấy cuộc sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh này như thế nào? Em thực ra là hồi xưa em cũng có vào trong này làm ở trong này cũng được gần 2 năm. Và em rất là thích ở trong này. Không khí ở trong này nó phù hợp với em hơn. Thế em gốc người ở đâu? Em đang ở Bảo Lộc hả? Ở Lâm Đồng. Quê Lâm Đồng. Gốc bố thì ở Hà Nội, mẹ ở Đà Nẵng, sinh ra trong Lâm Đồng. Nhưng mà gốc là cũng có gốc ở ngoài Bắc luôn. Yeah. Hai người cho thấy cũng có một số nét tương đồng ha. Tuổi là cũng cùng thế hệ 8X ha. Người 82, người 84, thấy mọi thứ cũng hợp rồi đó. Bây giờ mình đi sâu vô một chút xíu nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là cái gì cũng có thể làm được. Còn điểm yếu là mắc bệnh lười. Điểm mạnh cái gì cũng làm được. Và điểm yếu mắc bệnh lười, có nghĩa là lười không có làm gì hết. Thế kia thì em có thể làm thường xuyên được.
Nhưng mà vấn đề là nó không thích là không làm đâu ạ. Thế là đó giờ có thích cái gì chưa? Em thích nhiều thứ lắm chị ạ. Mà những cái em thích thì em có làm tới nơi tới chốn không? Ví dụ như em rất thích ăn nên hôm nay em ăn tới nơi tới chốn luôn chị. Rồi, còn điểm mạnh điểm yếu nào nữa không? Em nói chung là cũng khá là tự tin trong mọi thứ. Công việc thì em không nề hà bất cứ thứ gì. Chỉ có điểm yếu là khi mà em đang làm việc mà ai mà làm em phân tâm, tâm mất tập trung ấy, là em hay nóng tính. Em rất là nóng tính. Nóng tính. Ừ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Biết cũng biết nấu ăn, chiếu cả nhà ở nhà là phụ bố mẹ dọn dẹp, là lúc rảnh rỗi là phục. Cũng lập trường tư tưởng vững vàng. Còn điểm yếu em mà cũng nhút nhát lắm, cũng rụt rè e ngại lắm, ít tiếp xúc. Về tình duyên của mình thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em do em lấy vợ đạo Chúa cho nên mới sinh ra khỏi quân đội. Để về lấy vợ thì cũng 2 năm sau là cũng chia tay. Nhưng mà lý do chia tay là gì á? Rồi bây giờ đó, cổ hỏi kìa, lý do chia tay là gì? Thực sự là lúc đó cũng chưa có đủ cái độ chín chắn lắm. Do hai người cùng tuổi nữa, em với vợ em là bạn học luôn. Hồi mới đầu thì không có cãi gì nữa. Lúc đám cưới là bao nhiêu tuổi? Dạ năm 2009 á. 2009 là 10 năm trước. 10 năm. Mà lúc đó giống như là vẫn còn cảm cái tính mình hay với cái tính người đó, giống như ai đụng chuyện cái là ngang là cãi. Thứ hai là do cũng đạo giáo, mới đầu thì em nghĩ là nó đơn giản quá. Em nghĩ là thôi, đạo không quan trọng. Nhưng mà lúc sau có một đứa con, em có một đứa con. Là lúc sau nó 10 tháng là bắt đầu tùm lum chuyện hết. Từ cái chuyện nhỏ hồi nó cứ nói lớn lên là cuối cùng tan vỡ. Rồi bây giờ con gái ở đâu? Dạ ở với bên mẹ. Con gái năm nay là bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi là giờ con gái cũng ở bên mẹ, đương nhiên là theo đạo của bên mẹ luôn. Dạ đúng rồi, theo luôn. Thế em đạo gì? Em bên lương, không theo tôi, con thả, không theo đạo. Đạo lương thôi, phải đạo tiền phải không? Rồi vậy. Em chia tay năm nào? 2011. 2011 thì đến nay là cũng 7 năm. Thế trong 7 năm qua thì mình có trải qua thêm mối tình nào nữa không? Sơ nhưng mà cũng không có yêu. Lý gì không? Chán với cũng cảm giác nó sợ cảm giác chia tay đó. Chia tay xong cũng buồn một thời gian. Thì thôi giờ cũng già, sắp già hết đến nơi rồi thôi. Bây giờ chương trình đi kiếm giùm không biết được hay không. Em đã sẵn sàng đón tiếp một cái tình duyên mới chưa? Sẵn sàng để xây dựng một cái gia đình mới hay chưa? Dạ, bây giờ thì em đã sẵn sàng có cần một gia đình. Ba mẹ, gia đình có ủng hộ hay là có đưa ra ý kiến gì cho em không? Bố mẹ vẫn kêu là thôi giờ lớn rồi, lấy vợ với còn cháu chát nữa. Chứ giờ bố mẹ cũng già mà chẳng có cháu. Con của em bên trước thì từ đó đến giờ là không về nhà luôn. Rồi, thôi mình cứ tạm nghe câu chuyện bạn ấy đến đây thì chuyện buồn cũng không nên khai thác nhiều. Thế còn em? Em trải qua nhiều mối tình lắm vậy. Nhiều, nói lớn lên, nhiều mình phải tự hào lên chứ. Không, nhiều, ngại lắm chị. Gì đâu ngại. Ngại chứ chị. Thấy chị nhiều, chị khoe lên báo không? Khoe nhiều quá, người ta lại bảo là mình hơi lăng nhăng ạ. Lăng nhăng, bây giờ em nghĩ đi, em 30 mấy tuổi rồi, đó, đúng không? Giờ em yêu năm 18 tuổi, vậy là luật pháp cho. Dạ không ạ, em 22 tuổi mới yêu cơ. 22 mà bữa nay em 30 mấy, 10 mấy năm. Em chưa lấy chồng thì em phải trải qua những mối tình chứ. Bao nhiêu mối, nói thiệt đi. Chắc đếm sơ sơ là trên đầu ba đấy ạ. Đầu là ba, còn đâu đuôi thì nó lênh đênh lắm chị. À, một tràng hổ tay, chúng ta tôi có đồng minh rồi. Chị uống nhiều như vậy ư? Trời ơi, chị phải nhiều hơn chứ, đầu chị chắc phải 5-6 chứ. Nhưng mà những mối tình nào mà em khắc cốt ghi tâm nhất á? Chắc mối tình đầu ạ. Mối tình đầu? Dạ. Thế cái mối tình đầu nó như thế nào mà khắc cốt ghi tâm? Quen được bao lâu? Được gần 2 năm ạ. 2 năm. Có ý định tiến tới hôn nhân không? Có chị ạ. Rồi sao, tại sao gãy đổ? Mà anh ấy là đi du học ở bên Pháp, sau đó là bị tai nạn ở bên đấy và không còn nữa. Thì đối với em lúc đầu nó có thể là buồn, nhưng mà em chỉ buồn trong khoảng độ chắc cũng được 6 năm. Nhưng 6 mà... năm? Dạ. Em là lúc đấy là sau đó là em bị rơi vào lãnh cảm luôn ạ. Gần như là cũng không có một chút cảm hứng nào với cả mọi các mối quan hệ luôn. Nhưng mà sau đó thì có một người đàn anh đi qua cũng kiểu cũng có ý định với em. Anh ấy không thuyết phục được đến khi anh ấy bảo thôi anh phải đi sang Nhật. Thì bây giờ anh chỉ chúc em rằng là em hãy mở lòng cho mọi người. Vì nếu như em không mở lòng thì sẽ chắc chắn sẽ có một người đối lập với giới tính của em ấy cũng sẽ bị kiểu cô độc. Vì em sống cô độc bởi vì trời sinh ra là đã không bao giờ người ta cũng là có một đôi một cặp. Rồi từ đó bắt đầu mới là... Thì lúc đó em mới bắt đầu mở lòng ra. Và mỗi lần mở lòng ra thì mọi là một trải nghiệm mới. Lý do tại sao em mở lòng nhiều như vậy? Tại em ham vui thôi ạ. Ham vui? Dạ. Tại vì cái chủ trương sống của em thì sau khi mà em làm việc nhiều á thì em cũng nhập viện. Và em điều trị bệnh viện xong thì em cảm thấy rằng là cuộc sống kiếm tiền nó cũng chỉ là để mình thỏa mãn cái thú vui của mình thôi. Thú vui là thú vui gì? Ví dụ như em rất thích đi du lịch này. Em rất thích, nếu như em đi vào một cửa tiệm nào đó em có thể bỏ tiền ra em mua một cái gì đó ấy. Thì bao giờ em cũng phải có tiền sẵn. Em phải làm việc nhiều thì em mới có tiền. Chắc là cái thú vui của em là thú vui tiêu tiền. Thế còn đến với những mối tình thì em đặt kỳ vọng gì trong những cái tình yêu đó? Em cũng mong muốn là có thể đi đến xa hơn. Thì có thể có độ hòa hợp khi mà mình đến với nhau và mình sống với nhau. Thế bình quân cái tuổi thọ của một mối tình của em là kéo dài trong bao lâu?
Các cái mối tình về sau thì bình quân chung kỳ chắc khoảng tầm 6 tháng chị ạ. Em thua chị rồi, chị là có mừng mưỡng tới 2 năm lận. Khi mình đến với một mối tình mình vẫn là nghiêm túc, mình muốn tính chuyện lâu dài. Vâng. Chứ không phải là vậy chứ em, chứ em nghĩ em là chơi người vui vơ, nhưng vui mà chơi em nghĩ em có phải là người chung thủy không? Chung thủy thì cái mà để nói về chung thủy nó rất là khó chị ạ. Chung tình cũng khó lắm chị, bây giờ gần như là không có bao giờ có cái trường tồn vĩnh cửu. Có nghĩa là thí dụ em đang có một mối quan hệ nghiêm túc là yêu đương, nhưng nếu em gặp một cái đối tượng khác em cảm thấy nó có thể phù hợp hơn, hoặc là cảm thấy trái tim mình rung động khi gặp đối tượng đó, thì em vẫn sẵn sàng tìm hiểu cái đối tượng mới. Không ạ, em là có một cái cam kết ấy. Cam kết như thế nào? Tức là khi mà em đã đồng ý xác định rồi á, bạn là người yêu của tôi chẳng hạn, thì tôi chỉ có coi bạn là người yêu thôi. Có bất kể một trai đẹp hay là một trai to hoàn toàn tốt hơn đi chăng nữa, với em nó cũng chỉ là bạn thôi ạ. Có nghĩa là khi kết thúc một mối quan hệ này rồi thì mình mới đến một cái mối quan hệ đã khác. Thế như vậy em cũng là một người chung tình rồi. Sao em lại nói khái niệm nó không? Nhưng mà cái tình của em thì nó lại trôi nổi nhanh lắm chị ạ. Ví dụ như em chia tay xong cái một tháng sau em mà gặp một người khác là vui vui ấy, là em cũng theo à? Chuyện đó bình thường, nhưng mà khi mình đã kết thúc mối quan hệ cũ rồi, mình cũng là một người dễ rung động. Tạm thời hiểu như vậy nha. Bạn nam suy nghĩ như thế nào với cái tình trường khá là phong phú của bạn nữ? Em thì thấy bình thường lắm. Đối với em cái chuyện đó nó không quan trọng. Vấn đề là sau này nếu mà quen nhau, đến với nhau thì cái gì nó phải rõ ràng. Đó, cái gì nó qua là qua, quá khứ là bỏ qua, không có sống với quá khứ. Em là vậy, chỉ đơn giản. Nhưng mà cổ quan nhiều quá vậy mình có ngại không? Dạ không chị. Bạn có đem hình ảnh gì theo không cho chị coi coi? Wow, hình ngày xưa này ha. Wow, đẹp trai dữ. Gửi tặng em hai tấm hình của ảnh này để em nhìn đi. Có anh chàng bộ đội trong đó đó. Trong bốn cô gái này là có cổ ở chậm luôn đó. Nhận tìm ra ai chưa ạ? Mình có cảm giác ai là cô ấy chưa ạ? Khó quá. Khó mới đố chứ, dễ đố làm gì. Mà thì em đoán cái mắt kiến đi. Lấy cái mắt kiến đi, khỏi cần gợi ý. Em hãy gợi ý cho cổ một chi tiết để cổ nhận ra em. Nếu mà hai tấm hình đó mà nhìn kỹ thì biết ngay. Nhìn kỹ biết ngay, không cần gợi ý luôn. Em cũng đoán đoán. Đâu? Đây và đây. Rồi hay quá ha. Hai người này đúng là tuổi đời nhiều cái là nó có khác. Rồi xin mời các bạn hãy xem kết quả dự đoán của mình. Hãy nhìn vào cửa trái tim và cánh cửa sẽ được mở ra. 1, 2, 3. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chị có tuổi nè, chị cũng gà hóa cốt, mắt gì cũng mở cũng nhưng mà trai đẹp chị vẫn thấy. Thôi bây giờ quà gì vậy cho chị Tường xem với. Biết quà gì. Cái gì đấy? Cái này là đặc sản ở Hà Nội ạ. Ồ. Đố em biết cái gì? Em chịu. Trời ơi, cốm đúng không? Dạ vâng đúng. Trời rồi. Ơi, các Tường ta dân Nam ta nhìn ta biết cốm nữa. Rồi bây giờ cảm xúc đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau là như thế nào? Bạn gái dễ thương. Em cảm ơn. Còn em? Khó nói quá chị. Nữa cái gì bà cũng khó nói hết trơn. Quen ba mấy mối tình mà cái gì? Thói quen của em thường xuyên là bao giờ cũng phải gặp ít nhất là 3 lần á thì em mới bắt đầu có một cái cân nhận xét chung. À. Còn nếu không đối với em thì mọi người gặp giống như lần đầu cũng như là nhiều vị khách hàng của em ạ. À, hôm nay mình đến đây là xác định để tìm người yêu. Mình nhìn cái người đối phương với cái tư cách là đây có thể nào là một người yêu của mình hay không. Mà chị là nhìn lần đầu tiên là biết được hay không này. Em không chơi. Thì đó, vậy là em với chị hai trường phái, hai chị em mình khác nhau. Tường sẽ ra ngoài để mời hai bạn ở đây có những giây phút trò chuyện riêng với nhau. Rồi ít phút chị Tường sẽ quay lại. Và trước khi đi ra ngoài, chị Tường không quên mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Bao Dim Sum. Trời ơi, trình bày mọi người thấy không, Tường quảng cáo đâu có sai đâu. Nhà hàng trình bày rất là đẹp mắt luôn thưa quý vị, với nhiều món ăn nhỏ nhỏ góp lại trong một cái dĩa ha. Đây là món chân vịt sốt bào ngư nè, cua cuộn rong biển nè, rồi tàu hủ kia tôm chiên nè, bánh bao xá xíu hấp nè, và cải Hồng Kông dầu hào. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng, và nhớ phải là quan trọng là trò chuyện với nhau nữa nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Em cảm ơn ạ. Rồi mời em dùng. Em mời em. Ủa em ở Hà Nội, em ở đâu? Em ở quận Hoàng Mai ạ. Thực ra là em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng mà em rất là mù đường ở Hà Nội. Giờ đi đâu em cũng phải mang bản đồ theo á. Bây giờ có thêm Google Maps thì em mới dùng Google Maps ấy. Và trong Hồ Chí Minh này em cũng bị là đi vòng vòng nhiều lần rồi. Bây giờ em ở quận mấy? Ở Sài Gòn ạ? Em ở quận 6 bác ạ. Còn anh ở quận mấy ạ? Anh Bình Thạnh. Đợt trước công ty em giao hàng ở bên đó, đi mất hơn tiếng đồng hồ. Sao rồi sai? Em còn bị đi lạc cơ. Còn mà anh làm về công ty giao vận chuyển ạ? Công ty anh là chuyên về lẩu gà ớt hiểm 109 đó. Không, hình như em ăn rồi á. Em thấy ăn cũng rất ngon đấy. Rất nhiều chi nhánh. Em là có tâm hồn ăn uống cực kỳ cao luôn ấy. Tức là cứ nhìn thấy đồ ăn thì là sáng quên hết tất cả mọi thứ luôn. Nên mục tiêu mẫu của em hầu như là tìm bạn trai cũng như là bạn đời là phải biết nấu ăn. Vì em cũng rất là lười nấu ăn. À, cái đó thì anh thì được cái là nấu ăn, thích nấu ăn, thích mình chế biến thôi. Còn em biết nhậu không?
Dạ em cũng biết một chút. Tại vì anh lâu lâu buồn buồn cũng hay đi nhậu. Anh có hay nhậu một mình không? Không, mình say. Nhậu phải có hai ba người. Nhậu một mình mà say ạ? Uống ba cha là say. Anh biết nấu nhiều món không? Chung anh có lên mạng anh học không ạ? À? Mấy bạn ngoại cũng trước cũng chỉ mấy món. Mà anh thì cũng có một đời vợ rồi. Có một người con nó cũng khó đúng không? Không biết em suy nghĩ thế nào. Có người sẽ nghĩ là mắc mới như mình phải đi quen một người có vợ đó. Cho nên anh rất tự ti cái đó từ xưa đến giờ nó cũng không dám quen nữa. Thật ra bạn em cũng có rất nhiều người bạn cũng một đời vợ rồi. Thì em thấy rằng là điều đó có ảnh hưởng gì đâu. Chẳng qua là bản thân là có bước qua được cái tự ti đấy không thôi. Còn với em thì thời gian nếu mà anh mà có con mà nuôi con thì càng tốt đối với em luôn á. Vậy hả? Tại vì thời gian bây giờ tuổi của em cũng lớn rồi. Và em cũng xác định rằng là nếu mà không á thì là em còn nhận con nuôi cơ. Vì em cũng không có dự định là sinh em bé. Nói chung là cái sức khỏe của em nó cũng không phải là dạng tốt. Nên năm ra em sẽ có rất là nhiều bệnh. Mà bệnh đó nó sẽ có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Nó không nên. Em cũng hy vọng là có thể chương trình biết đâu đó tìm cho em một người bạn trai mà có con rồi thì càng tốt ạ. Thực ra em rất thích trẻ con. Chỉ có điều là không thích sinh lắm. Tại vì anh cũng lớn, đâm ra ở nhà thì bố mẹ cũng kêu là cũng ráng cưới vợ rồi kiếm cháu. Chứ bố mẹ cũng lớn tuổi. Nếu như mà tình yêu đủ nhiều thì cũng có thể. Em sẽ suy nghĩ đến vấn đề là mình sẽ sinh thêm em bé. Chỉ có điều là bây giờ ấy, để mà nuôi một đứa trẻ thì mình phải xác định rất nhiều tư tưởng. Và đặc biệt là với cái độ tuổi mình quá lớn rồi ấy. Em nói thật là bây giờ tuổi của anh này em mình cũng lớn rồi. Đúng rồi. Mà chăm một đứa trẻ nó cũng rất là cần rất là nhiều. Anh có đảm bảo rằng là anh sẽ chăm sóc chu toàn được trong vòng từ khi nó sinh ra cho đến khi nó 18 tuổi hay không? Con mình thì buộc mình phải làm mọi thứ để mà phải nuôi cho con của mình. Chứ cái đó không thể mà không làm được. Phụ nữ nào người ta cũng thích có con mà sao em không thích? Tại vì thực ra là từ khi em còn bé, nuôi em rất vất vả. Ông phải kiếm rất nhiều tiền. Mà hầu như là em ở trong bệnh viện nhiều hơn. Về sau em lớn lên ấy, thì em biết rằng là bản thân mình cũng có rất nhiều bệnh. Các bệnh mặt vặt nó cứ như kiểu là lai lát đấy chị. Mà quan trọng là khi mà em trưởng thành hoặc là bây giờ thì em có đi khám bệnh định kỳ không? Mà bác sĩ có chỉ định hay có nói rằng là em không sinh em bé được hay không? À không, là do tự em nghĩ ra như vậy thôi. Thực ra là em bị mắc bệnh lo xa nên năm ra là em cũng hay... Nhưng mà em có đi khám sức khỏe định kỳ không? Em có chứ chị. Sức khỏe em như thế nào? Nói chung là đến hiện tại, thời điểm hiện tại là rất là tạm ổn. Đó là tại vì mình lo lắng quá thôi. Rồi vì quay lại cái việc con cái thì suy nghĩ của em như thế nào về cái vấn đề đó? Con cái thì đối với em thì con nào cũng là con mà. Kể cả con nuôi mình vẫn luôn có thể nhận con nuôi được mà. Mình nuôi nó bằng cái tâm mình muốn. Thực ra là bố em hồi xưa cũng hy dị vợ. Cái cảnh mà gà trống nuôi con ý, thì em rất là thương bố em. Khi mà mẹ hai em đến với bố em ý, mẹ hai của em cũng phải thuyết phục bố em rất nhiều. Thì ông mới bắt đầu mở lòng hơn và ông mới cưới mẹ hai em. Thì mẹ hai em nuôi bọn em rất là kiểu như một người mẹ cực kỳ tuyệt vời luôn ấy chị. Có khi bọn em còn được sung sướng hơn là con đẻ của mẹ. Thế nên đâm ra đối với em ấy thì là kể cả con ai thì cũng được. Với những cái mối tình mà em từng trải qua, có những cái mối tình nào mà nó quan trọng đến mức mà em có từng chia sẻ về vấn đề con cái với những người yêu trước đây của em chưa? Có chứ chị, ai em cũng chia sẻ thôi. Thì họ, quan điểm của họ là như thế nào? Có nhiều người thì bảo thôi cứ để từ từ tương lai tính. Bởi vì thực ra là họ biết tính em là rất cố chấp và bảo thủ. Thực ra tình yêu đối với em thì tình yêu đủ nhiều thì em cũng sẵn sàng hơn. Và thật sự chị thì chị nghĩ thế này, tất cả mọi thứ, những cái suy nghĩ và quyết định của chúng ta nó đều không có thể nào là mãi mãi. Tại vì thời gian nó thay đổi thì cái quan điểm, cái suy nghĩ của con người nó cũng thay đổi. Chị nói đó là công tâm, chị không đứng về phía ai cả. Bởi vì chị cũng là người đã từng trải, cũng đã gãy đổ và con chị bây giờ rất lớn rồi. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng nói gì Tường, cuộc sống như Tường giờ là sướng như tiên. Nhưng thật sự trong thâm tâm của chị, trong lòng của chị vẫn muốn có con nữa. Và chị đặt những cái mốc. Nhưng mà vì gia đình chị là gia đình người Huế rất là khó. Có nghĩa là chị phải có chồng thì chị mới có con. Chứ nếu chị không lấy được chồng thì chị không có con. Chị đã đặt cái mốc đó ra trong cuộc đời chị là chị nói là chị sẽ ráng trước năm 33. Chị vì chị ly dị mới hai mấy tuổi 35 rồi không được. Cái chị ráng, chị cho chị thêm cơ hội, chị nói thôi 38. 38 chị cũng không lấy được chồng, chị nói là 40. Và thật sự hiện tại bây giờ chị Tường đã 42, bước qua tuổi 43 rồi. Cho nên cái hy vọng, chị rất buồn vì cái hy vọng mà mình được đẻ con á, nó càng ngày nó càng hết. Hết là vì lý do nó đã quá tuổi. Cái thứ hai nữa là gia đình chị không đồng ý nữa. Quan trọng là tình yêu nó có đủ lớn hay không. Ý em là vẫn muốn sinh con đúng không? Dạ. Tại vì hiện tại coi như bạn ấy giống như là hiện tại bạn ấy không có một cái người con ở bên cạnh. Cái này em hiểu mà. Rồi để con đi chị hồi nhỏ em chị nghĩ chăm thôi. Hồi nhỏ
trời sao chỗ này nó ngược với mình. Chị là thích đẻ, chị cũng thích chăm. Này cực lắm chị. Chị là thấy đẻ rất là dễ, mà chăm con mới là cực. Mẹ đau lắm à. Có gì đâu mà đau, trời ơi. Chị đẻ chồng chị chăm. Nếu bây giờ ai mà lấy chị mà muốn chị đẻ con thì phải làm cam kết với chị. Em đẻ mà anh chăm. Chăm với lại thật ra con. Là cô bé này đó là cô đang bị một số những cái sang chấn tâm lý, bị ảnh hưởng từ lúc cô còn trẻ. Gia đình nó có những cái sự kiện khiến cho bây giờ cô có những suy nghĩ như vậy. Chúng ta nên đồng cảm. Và khi cái sự đồng cảm mà chạm được với nhau á, cái tình cảm, tình người nè, tình bạn bè nè, tình yêu nè, khi mà mình chạm được cảm xúc với nhau thì mình muốn cái gì thì cũng được cả. Và đây chương trình Mà Muốn Hẹn Hò với phiên bản Hẹn Ăn Trưa là đang muốn tìm kiếm cho hai bạn một cái cơ hội, tìm kiếm một nửa đích thực. Đây là một cái chương trình rất là nghiêm túc, cho nên khi hai bạn thật sự nghiêm túc với cái quyết định của mình thì mọi thứ đều được giải quyết hết. Bây giờ để cho tiếp tục cho hai bạn có cái cơ hội hiểu nhau nhiều hơn và cho nó vui, xin mời bóc một lá bài, đọc lớn lên yêu cầu trong này và yêu cầu bạn nam thực hiện. Hãy đặt ra cho bạn trai đối diện 5 câu hỏi nhanh để bạn trai trả lời. Wow. Câu này cũng hại não mình hơn. Làm sao mà đặt ra được 5 câu hỏi nhanh? Anh có thích xem phim không? Không. Rồi xong. Nhanh. Anh thích đọc sách không? Không. Xong. Rồi tiếp xong tiếp dần hai. Tao rất thật thà. Ủa thế anh thích gì? Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cặp đôi này hay. Tiếp. Anh thích đi chơi không? Có. Cái gì ta cũng thích rồi, đừng hỏi thích nữa, hỏi cái khác đi. Tao nói cái gì cũng thích anh rồi. Anh không thích gì trừ việc đọc sách và xem phim. Giả dối. Tôi thấy bạn trai hay hơn bạn rồi đó nha. Rất thẳng thắn, không giả dối, rất kiên định. Bây giờ mới thấy anh kiên định nè. Tính lừa người ta hả? Người ta nói người ta không thích cái gì mà hai cái đó còn hỏi người ta không thích cái gì. Tới phiên em hỏi lại cổ. Bạn hãy thử vài động tác massage cho bạn gái. Ôi chết. Làm gì? Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên bắt bạn trai bạn gái làm hoài vậy? Bạn hãy thử một vài động tác massage cho bạn gái. Vậy là mình lời mà em. Mình tiến qua bên bạn gái, qua sau lưng bạn ấy, hoặc là trước mặt bạn ấy, massage cho bạn ấy đi. Anh có biết massage không? Thì biết, trước hay bấm huyệt cho bộ đội, bấm mấy đứa kia bấm cho mấy đứa. Bấm đi, bấm sao cho nó chặt. Anh bấm huyệt trên đầu đúng không? Thì bấm trên đầu chứ đâu bấm đầu đâu. Ai biết đâu được đấy ạ. Thế em muốn bấm đâu? Em muốn bấm nhiều chỗ lắm chị. Tóc bạc vậy. Tóc bạc. Người ta có tuổi rồi. Coi cái tay bả kìa, gõ gõ thư giãn dữ. Thôi. Trời ơi, gì nhanh vậy Trương Phi? Đi với. Chưa, đi qua hụt hẫng quá. Hụt hẫng quá. Có khi là mình rồi thì. Ôi. Mình nhiều chị ạ. Đây nè, anh phải đưa tay lên trên này nè. Vậy hả? Đó. Cái tay của mình á thì cái... Khó để quá. Không biết đó, được. Đó, rồi, đó. Đó, được đó. Đâu có đơn giản vậy em. Muốn này người ta chỉ chào hàng thôi. Còn em muốn được thì em phải có cái gì đó rồi người ta mới massage cho em hoài chứ. Không chị ơi, phải hướng dẫn nhiều chị ạ. Đúng rồi, hồi cái gì này mà vẫn nóng nóng lắm chị. Đúng, nóng nóng lắm. Ta rồi đâu có quen em chứ. Ủa nhưng mà sao một đời vợ rồi mà cũng không vẫn nóng nóng như vậy. Người ta chia tay lâu rồi ông ơi, 10 năm rồi. Hả? Phí ha. Bởi vì cũng thấy phí ghê luôn á. Giờ làm sao cho nó hết phí đây nè. Thế bây giờ vô nghiêm túc một chút xíu, tôi hỏi về quan hôn nhân gia đình nè. Em quan niệm như thế nào về sống thử? Đối với em, sống thử là một chuyện bình thường. Chỉ có điều là cái quan niệm của em về việc cam kết khi đã ký giấy kết hôn thì gần như là khi mà đã xác định ký rồi ấy thì chúng ta không được phép buông bỏ. Nếu đã kết hôn thì không được phép buông bỏ. À. Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Từ xưa đến giờ cái suy nghĩ của em là nó rất thoáng, giống như bạn gái nói đó. Để cho một cái sự an toàn, nó cảm thấy đến được với nhau thì mình sẽ đăng ký kết hôn. Chứ mà đừng có để đổ vỡ, vì em rất là sợ một lần nữa. Chị Tường cũng đồng cảm với cái suy nghĩ của hai bạn. Trước mắt thì Tường thấy hai bạn rất là thoải mái để chia sẻ. Đó là cách để chúng ta chọn để chúng ta tiếp cận với mọi người. Thật sự ít phút gặp gỡ ở đây không nhiều để cho các bạn có thể hiểu nhau được hết. Hiểu nhau cần có một thời gian, cần một quá trình. Thế thì bây giờ đến lúc mình phải đưa ra cái quyết định của mình là có hẹn hò với nhau hay không. Nếu bấm nút hẹn hò có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu nhau và trở thành bạn trai bạn gái. Còn nếu chúng ta thấy hoàn toàn vô cảm với người này không thể, dù tôi có tìm hiểu 5 ngày, 3 ngày, 100 ngày cũng không thể, thì chúng ta không nên bấm để dành cơ hội này cho những người khác. Chị Tường cho thêm các bạn mỗi người một cơ hội nói với nhau một câu nữa trước khi đưa ra cái quyết định là có bấm nút hay không. Mời hai bạn. Anh có câu hỏi gì không? Một câu cuối thôi đó nha. Em phải suy nghĩ. Câu này khó nha. Câu này cực kỳ khó luôn ấy. Làm sao có thể trả lời được khi mình ta có thể thích gặp một lần đâu. Đâu phải là thích là cái kia đâu. Thích là nhiều cái sở thích. Giống như thích một cái nét nào đó, thích một cái tính cách, hoặc là thích cái gì.
giống như mình có một cái điểm để bắt đầu lấy cái bàn đạp mình đi lên thôi. Khi em hỏi anh có thích xem phim không, anh bảo không là đã không thích rồi này. Em hỏi tiếp là anh có thích đọc sách không, anh cũng bảo anh không thích đọc sách là cũng hơi mệt rồi đó. Nhưng mà đối với em mà nói thì bao giờ cũng thế, em cũng cho bản thân mình một cơ hội nhiều. Nên hôm nay em chỉ hỏi cảm thấy rằng là anh có muốn cái cơ hội đấy nữa không? Những câu hỏi của các bạn đưa ra rất khó trả lời trong cái thời điểm này. Và câu trả lời đó sẽ đưa ra sau cái quyết định của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, các bạn hãy đưa ra quyết định. Đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. 1 2 3 Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên dành cho ngày hôm nay. Mời hai bạn. Làm như tôi sướng gì. Không ấy cho cổ hôn em đi. Rồi mời em, nếu em không muốn người ta hôn em. Đó. Đây, xin gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim CD Box 212 Lý Chính Thắng để cho anh trải nghiệm. Có nhiều người nghĩ rằng không thích, nhưng mà vô xem một lần với cái không khí trong rạp sẽ bị ghiền. Gửi tặng bạn một món quà từ chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Nhớ có cái tin tức gì mà vui thì báo cho chị Tường biết với nha. Kính thưa quý vị, chương trình phát sóng của chúng tôi đến đây là hết thời gian rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc nha. 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV, 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Ba mối tình, cái mà để cho em sâu đậm nhất là mối tình thứ hai, còn cái mối tình mà em ghim nhất là mối tình thứ ba. Cái em chỉ chia cái lương ra khoảng 20% để em đi chơi bạn bè đó, còn lại thì em bỏ ngân hàng cái đồng. Ủa, có bỏ ngân hàng nữa hả? Có tài khoản cũng đỉnh đó. Trời ơi, cũng đỉnh lắm nha. Rồi em bấm gì nhiều quá vậy? Bây giờ hai màu luôn rồi. Cái gì? Em bây giờ em phải dùng màu gì? Màu đỏ hay là màu xanh? Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cát Tường xin thay mặt chương trình cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Hôm nay thấy chị đẹp không? Dạ quá trời đẹp luôn. Hôm nay màu hồng nha. Màu hồng em cũng đẹp nè, màu hồng tươi luôn. Wow, màu hồng là một cái màu gọi là của tình yêu. Đúng như một vậy. Cái màu gì nó có sự lãng mạn. Uh-huh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cặp đôi sẽ nắm tay, sẽ trao những lời yêu thương ở trên sân khấu này rất là dễ thương như màu hồng vậy đó. Tất nhiên rồi. Tất với trang phục rồi. Thế này thì hai chị em mình sẽ cố gắng hết ga số. Yeah. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chờ đón hai nhân vật nam đến với chương trình, xem họ là những chàng trai như thế nào đây. Xin mời hướng mắt về sân khấu. Chào hai em. Rồi, về vị trí. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, một chàng hóa tay cho hai em gái tôi nè. Rồi, mời hai chàng trai nhìn về phía trước. Wow, rất là xinh tươi. Rồi, hôm nay tôi đổi phong thủy nè. Tôi sẽ giới thiệu chàng trai ngồi chiếc ghế màu xanh. Xin mời em sẽ giới thiệu trước. Dạ, em tên là Huỳnh Minh Khang. Hiện tại là em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và làm bartender một quán bar ở quận Nhất. Thôi rung dữ vậy cơ. Nó rung hơi chưa. Nó rung quá hả? Dạ. Là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2000 hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Mà có chút xíu trẻ măng mà ế gì mà lên đây? Tại vì em muốn dắt con dâu về cho má em. Muốn dắt con dâu về cho má em. Gì mới 20 tuổi mà dắt con dâu về vậy? Sao vội vàng quá vậy? Dạ tại vì má em tưởng là em chơi đi. Chơi đi. Chơi đi. Trời ơi. Tại môi trường của em là tiếp xúc nhiều bạn nam bạn nữ, với lại
đặc biệt là nam nhiều hơn. À, dạ. Má sợ quá, má biểu lấy vợ đi hả? Dạ không, kiếm người yêu về cho yên tâm. À, dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn nấu được những món gì? Dạ, mấy món mà dạng như cho tập gym này nọ chị. À, tập dạ. gym hả? Có tập dạ. gym đó hả? Dạ có. Tập gym sao thấy cũng hơi đô à? Dạ, tại vì em chưa kiểu như chưa giảm cân. À. Dạ, em đang muốn tập cho bự thêm rồi giảm cân sao? Tập bự thêm nữa? Dạ. Wow, cao mét mấy? Dạ, 1m75. Biết chăm sóc bạn nữ, lễ phép với người lớn. Dạ. Nhưng mà thế mạnh em là biết chăm sóc phụ nữ là biết chăm sóc như thế nào? Thí dụ như là bạn nữ muốn giảm cân hay là muốn tăng cân thì em đều biết cách ăn uống sao cho nó hợp lý. Trời ghê, là phải qua bằng tay em á hả? Dạ. Rồi, còn điểm yếu của mình là gì? Tính hơi nóng xíu. Nóng hả? Nhưng mà biết kiềm chế được, với lại não cái vàng. Nếu mà tập trung cao độ thì không có quên, còn mà lơ đãng cái là quên. Dạ. Quýu cái là hơi lắp bắp phải không? Dạ đúng rồi. À rồi, đó là chàng trai của tôi ngồi trên ghế màu xanh. Rồi. À, Minh Khang, sinh năm 2000. Dạ. 22 năm nay, nếu tính năm nay là 22 á ha. Dạ đúng rồi, 22. Cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi, giới thiệu về mình đi cưng. Em là Kiều Trinh, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi luôn. 2000 luôn hả em? Dạ em 2000 ạ. Wow. Đó là trùng hợp quá đi. Quê em ở Bạc Liêu. Bạc Liêu, và hiện giờ em đang sinh sống và làm việc ở đâu? Dạ em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ hiện tại em đang là nhân viên marketing cho một công ty startup về truyền thông. Thế mạnh thế yếu em là gì nè? Được mọi người nhận xét á thì em là một người khá là hoạt ngôn và tích cực, giao tiếp khá là tốt. Còn khuyết điểm thì em nghĩ em nói hơi nhanh, cho nên là em đang cố gắng nói chậm lại hơn. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi bây giờ chàng trai chiếc ghế màu đỏ nè, em tên gì? Dạ em tên là Đức Vũ ạ. Dạ năm nay em là 22 tuổi, em cũng sinh năm 2000 luôn. Trời đất ơi, đâu mà rủ nhau bộ nguyên học chung lớp hay gì vậy? cột lứa. Vũ là đang làm gì? Dạ hiện tại em cũng là bartender cho một cái quán bar Nhật ở quận 1. Ừ, có làm chung bạn này không? Dạ không. À. Dạ em đang học ngành quản trị khách sạn của Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ngoài những cái giờ thời gian rảnh rỗi, ngoài công việc với đi làm việc học thì em làm gì? Dạ thường thì em đi chơi thể thao ạ. Thì chơi em chơi gì? Bóng đá với lại bóng chuyền. Ồ, có bóng đá bóng chuyền. Cao mét mấy? Dạ em cao 1m76. Nặng nhiêu ký? Dạ 76 ký. Điểm mạnh điểm yếu? Khá khéo bằng nói, tại vì em làm bartender thì em cũng phải giao tiếp liên tục. Ủa gì? Bartender là trong đó nhạc sùm mà nói sao nghe? Cái quán bar mà cái nhạc chiêu ấy, à. Để mình có thể giao tiếp được với nhau. À. Thường nói tiếp với trai nhiều hay với gái nhiều? Với mấy chú. Ủa kỳ vậy? Thôi. Cái tuổi em thì là hay đi mấy cái bar mà sập sình ở ngoài bùi diện hơn. Còn cái quán của em thì hướng tới những cái người mà người ta đi làm, người ta muốn bàn công việc á, thì thường thường là cỡ lớn tuổi. Dạng như là nhạc bolero hay là nhạc chill là thế nào? Nhạc jazz. Jazz. Mà chú là chú cỡ chú Đạt vậy không? Dạ hơn. Hơn chú Đạt hả? Ồ. Dạ. Vô mày nhảy đầm ta 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 ta. Điểm yếu? Thì em hơi cứng nhắc một chút. Tại thì thường là mọi người hay nói là nói tính trước thì bước không qua, nhưng mà em lại muốn có một cái kế hoạch, kiểu là mình tới lúc nào mình phải làm cái việc đó luôn, nên là em cứ hay theo cái đó thì nó hơi cứng nhắc. Có nghĩa là mình tự lên lập cái kế hoạch trước rồi dạ, mình làm dạ, theo đó. Đúng rồi. Kế hoạch của em thường là kế hoạch ngắn hạn hay kế hoạch dài hạn? Dạ ngắn hạn thôi, kiểu là trước khi một cái buổi đi chơi hoặc là cái gì đó thì em sẽ đi chơi đi dạo khoảng 1 tiếng đồng hồ. Là 1 tiếng đồng hồ sau là phải ăn. Em canh đúng giờ luôn, canh đúng giờ luôn, em đặt bàn luôn, canh tới đó là vô ăn. Mẹ cứng thiệt luôn á, em cứng gì kỳ vậy, đi chơi mà không có được feeling phải đúng theo giờ giấc là sao trời. Mỗi khi nó vỡ cái kế hoạch của mình thì mình cảm xúc mình sao? Mà giờ nó hơi khó chịu. Khó chịu sao? Nói chuyện hay có lớn tông nhẹ lắm. Còn em? Dạ em chào. Em tự giới thiệu mình nè. Tên là Nguyễn Võ Giàu Sang. Wow. Giàu Sang. Năm nay em 22 tuổi, cũng 2000 giống như ba bạn tham gia. Vậy là 40. Vậy là nay 4 đứa 2000 hết luôn. Em làm bên truyền thông cho một công ty ạ. Dạ nên công việc của em thì em hơi nói nhiều một xíu. Quê em ở đâu nè? Dạ quê em ở Tiền Giang. Điểm mạnh điểm yếu của em? Em biết nói ăn, với lại là chơi game có thể gọi là... Có luôn, đúng, mình chơi game giỏi dạ, mà. Em chơi game được một xíu. Em hay chơi là kiểu như là những game sinh tồn á anh. PUBG hay là Free Fire. Trời. Ôi, coi như là em gánh team á hả? Dạ không, kiểu như em chơi được thôi ạ. Bây giờ là em là gan kim cương hay là gan gì rồi? Dạ, bạch kim. Bạch kim luôn.
Wow, cái đó cũng là thế mạnh của mình. Công nhận mấy bạn này mét dạ này. Chị? Lén lén chơi game hoài. Có, này mấy đứa nhỏ nó chỉ em, hai thằng con em mét chỉ. Dạ. Alo, dạ ơi. Dạ, nó đi làm, nó không lo tập trung làm, nó chơi game, nó tăng kim cương gì, bạch kim gì kìa. Có một cái là em không biết là điểm mạnh hay điểm yếu của em. Đó là khi mà làm gì đó thì em hay nghĩ cảm xúc của người khác trước. À. Nhiều lúc em cảm thấy là mình bị chịu tổn thương nhiều nhưng mà người khác không có cảm nhận được. Wow, đa sầu đa cảm hả? Dạ đúng. Nghĩ đó là một cái điểm mạnh đó. Thật sự là khi làm việc gì mà nghĩ cho người ta trước đó là sự tốt bụng của mình chứ đâu gì đâu. Bạn bè hay này kia không đến mấy, kiểu như là tiền bạc hay là tình cảm gì em kiểu như rõ rệt ra. Rõ ràng rạch dạ. Rồi dạ. Rồi bây giờ rồi. Tới cái tình trường tình yêu nè. Rồi chàng trai hay ghế màu xanh nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình. Mối tình gần đây nhất 1 năm 3 tháng. Mối tình này là mới vừa chia tay hồi tháng 7 trong dịch luôn. Dạ. Lý do sao chia tay? Cái như hai bên có xích mích phòng chống dịch hay gì? Dạ. Đợt trước đó là em có đi chống dịch. À. Dạ. Thấy chưa? Tao nói đúng kìa. Em là tình nguyện viên. Dạ. Sao nữa? Dạ. Bạn nó không chịu, sợ lây bệnh. Dạ đúng rồi. Với lại là đợt đó là em có đi làm quán bar nên bạn đó sợ kiểu như là tiếp xúc với nhiều bạn nữ. À. Người ta sợ. Ai là người nói chia tay? Dạ em. Em luôn? Dạ. Em nói là sao? Cãi lộn xong mà hai người không hiểu nhau nhiều á thì nó cũng như không. Thà vậy em chia tay luôn. Và bạn cho nó bớt luôn. Dạ. Giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Kính trên nhường dưới. Kính trên nhường dưới. Dạ, cái như là lễ phép. Dạ, phép giống rồi. Có biết nấu ăn cũng được, mập cũng được. Tại vì em có thể làm cho bạn có thể bạn em giảm cân được. Dạ, đúng rồi. Wow. Ốm thì em có thể làm cho bạn đó tăng cân theo một cách healthy. Hô biến được những điều đó luôn á hả? Dạ được. Nếu mà bạn đó có thể kiên trì được là em giúp được. Tướng to khỏe, tập tạ. Có thể điều khiển được khối lượng. Có thể giúp cho bạn gái mình điều khiển được khối lượng trong cơ thể luôn. Hay quá. Bây giờ thì chàng trai tâm sự về những mối tình của mình. Giờ em tâm sự tình trường của mình đi nè. À, dạ em thì hồi đó giờ em có một mối tình hồi vào cấp 3. Một mối tình duy nhất. Quen chính thức thì đúng là một mối tình. Và hồi cấp 3 thì tụi em quen được khoảng 6 tháng và chia tay vì kiểu yêu xa cho nên là không còn hợp và cũng không còn tiếng nói chung. Với cả lúc đó tụi em ai cũng còn nhỏ cho nên là không có quen lâu dài được với nhau. Và từ đó giờ thì em cũng có tìm hiểu qua vài người nhưng mà không có đi tiếng xa được. Và bây giờ em độc thân vui tính bao nhiêu lâu rồi? Dạ em độc thân vui tính chắc cũng 4 năm mấy rồi á. 4 năm mấy rồi hả? Lý do dài mà trẻ mà đẹp dễ thương mà gì tới 4 năm mà không có bồ vậy, lý do gì? Dạ chắc duyên số, duyên phận nó chưa tới. Và bây giờ mẫu hình tượng của một hot boy em là như thế nào? Em thì thích một bạn nam không cần quá đẹp trai cũng phần hot boy như vậy đâu. Em chỉ cần một bạn kiểu ưa nhìn nhưng mà phải là tinh tế một chút với tự tế. Em quan trọng về tính cách hơn là vẻ bề ngoài. Và em thích một bạn độc lập được tài chính. Em không thích bạn nào mà còn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều. Cho tôi hỏi một câu, hai chàng trai của mình bên hàng ngày còn có xin tiền mẹ không? Thì mẹ cho con tiền ăn sáng mới xin thôi. Căng quá là có xin. Dạ, xin chắc tầm 10.000-20.000. Ủa 10.000-20.000 dạ, là tiền gửi xe hay à? Không coi, không phải không có tiền mà gọi là không có tiền lẻ để gửi xe. À tiền trắng thì có. Dạ. Đó là như mượn đỡ thôi. Mượn đỡ tạm đỡ. Không có xài tiền mẹ nữa hả? Dạ, không, tại vì kiểu em đi làm em chỉ có cái em chỉ chia cái lương ra khoảng 20% để em đi chơi bạn bè đó, còn lại thì em bỏ ngân hàng cái đó. Ủa có bỏ ngân hàng nữa hả? Có tài khoản cũng đỉnh đó. Trời ơi, cũng đỉnh lắm nha. Có tài khoản để dành nha. Đi là không có xài tiền gia đình mà thậm chí còn có tài khoản ghi. Tài khoản cũng đỉnh lắm nha. Đỉnh lắm á trời. Đó là cô màu xanh rồi phải không? Bây giờ dạ. Tới anh chàng ở ghế đỏ là anh chàng mà có tài phản gũng gỉnh. Gũng gỉnh là nhiêu em? Mấy trăm ngàn hết tiền sạp. Gũng gỉnh là nhiêu anh ạ? Đủ nhét túi rồi thôi. Đủ nhét túi, nhét túi đi mắc gì gỡ ngân hàng. Mua mấy cây kem rồi là được. Tiền nữa tài phản chứ mua kem. Xấu quá. Tình trường sao rồi nè? Chắc đó vẫn chưa yêu ai. Chắc đó vẫn chưa yêu ai. Nắm tay má đi chợ mà. Nắm tay chị đỡ đi cơ. Chuyện như má vậy đó. Người phụ nữ mà em được đắp tha là có mẹ hả? Đó vậy em có 3 mối tình. À 3 mối tình. Dạ. Thì cái mối tình gần đây nhất khoảng năm 2020 thì là kiểu là quen ngắn thì chỉ có 2 tháng à. Nhưng mà kiểu là đầu tiên mà em thích một người tới như vậy. Có 2 tháng mà sâu đậm lắm hả? À, sâu cỡ nào đậm cỡ nào nói nghe coi. Chia tay xong khóc hết nước mắt luôn. Có khóc luôn hả?
Lý do sao chia tay? À, dạ, bạn đó chỉ là bạn nói thấy là kiểu cái thời gian đi làm em không có đáp ứng được. Tại vì cái tính chất công việc của em thì là những cái ngày như là ngày lễ lớn đồ á thì là thường thì bạn nó muốn đi chơi, còn em thì em phải đi làm. Cứ tháng đầu thì bình thường, còn tháng sau bắt đầu bạn thấy là chán là vì không có được gặp nhau nhiều á. Nên là bạn nó muốn chia tay. Bạn nó nói với em luôn? Dạ. Rồi em trả lời sao? Dạ, tại em nghĩ là giờ người ta đã quyết định vậy rồi, giờ em níu kéo chắc cũng không được gì mà làm xấu cái hình ảnh của mình nữa. Vậy sao khóc? Khóc đẹp hả? yếu lòng, em có những có giây phút yếu lòng. Khóc trước mặt bạn đó hay khóc mình? Khóc mình, em ngồi góc. Dạ, khi mà chia tay đúng lần là đúng lần khi mà chia tay có đồng ý điều đó không? Không anh, đúng chịu đâu. Cũng có chứ, cũng có có rồi chứ. Tại sao ngày hôm sau phải chấp nhận này? Giờ còn gặp lại bạn đó không? Dạ không, tại bạn đó lớn em mà nó ra trường. Mối tình 2 tháng là có hôn má đúng không? Dạ có. Có hôn môi không? Dạ không. Dạ không. Chưa mất trên môi. Chưa mất trên môi. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Em thích bạn gái lùng lùng thôi, cỡ mét năm mấy là được rồi. Cúi xuống hôn cho nó đã ha. Em thích bồng. Trời ơi. Bồng lên hả? Trời ơi. Em thích mấy bạn bánh bèo một xíu, không có cần quá mạnh mẽ đâu. Dạ, tại em bao bọc người ta được. À, dạ. Người ta không nhẽo chịu nổi không? Em nghĩ được, em nghĩ được. Người ta thích cái gu nhõng nhẽo bánh bèo để được chiều chuộng nâng niu ẩm lên đồ. Lát tôi cho ẩm nha. Hôm nay cái bạn Ngô Đức Vũ ngồi ghế đỏ mà nếu cô nào bấm nút tránh bạn đó là tôi sẽ cho bạn đó ẩm lên. Ẩm lên đồ luôn thiệt. Để thử sức khỏe luôn. Anh chàng ghế đỏ nói ở bên đây vẽ trái tim hoài luôn á. Rồi tiên hoài luôn mà không biết sao giờ. Tâm sự đi nè, cô bé này em cao nhiêu? Dạ 1m57. 1m57 nha bạn ơi. Ừ, bên đây 1m7 là ngon rồi. Đó là thấp thấp nè. Bây giờ tâm sự chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ em có 3 mối tình. Cái mà để cho em sâu đậm nhất là mối tình thứ 2. Còn cái mối tình mà em ghim nhất là mối tình thứ 3. Đâu tâm sự nghe chơi mối tình thứ 2 và thứ 3 nghe đi. Dạ mối tình thứ 2 của em là hai tụi em làm chung chỗ nên kiểu như mọi người gán ghép với nhau á. Bạn nó cũng quan tâm em nhiều quá, xong rồi em bị mưa dầm thấm lâu á anh, nên em cảm động. Cua cẩm em dạ, nhiều quá rồi thấy siêu lòng. Dạ đúng rồi, sau trong vòng 2 tháng, xong rồi đợt dịch đầu tiên á, xong rồi em về quê, bạn đó ở trên đây thì kiểu như tình cảm bị xa cách, xong rồi lên cái hai đứa cứ vậy chia tay. Và mối tình em ghim là cái mối tình nào? Là mối tình gần đây nhất, 11 tháng. Dạ. Lâu hơn đúng không? Dạ. Chia tay gì là do bạn đó hơi vô tâm với em á anh. Suy nghĩ của bạn đó lúc nào cũng xem em như là một đứa con nít á. Em nói ra cái vấn đề gì thì bạn đó cứ nghĩ em là cái chuyện này không quan trọng. Vấn đề bạn ấy nó quan trọng hơn. Dạ đúng rồi. Nên cũng em như vậy, như ông cụ non hiểu không? Dạ đúng rồi. Với lại là bạn đó quên ngày sinh nhật của em. Trời ơi. Ở đây não cá vàng lắm, chắc mấy ngày đó cũng không nhớ đâu. Không có đâu chị. Mà lúc mà sinh bạn nhật ấy quên là em nhớ mà. Lúc bạn ấy quên ngày sinh nhật của em thì lúc đó thái độ em như thế nào? Em không có nói là cho bạn đó biết luôn. Không nói luôn. Dạ xong rồi bạn bè của em chúc mừng sinh nhật của em thì bạn đó mới thấy. Xong bạn đó vô chúc cái em cũng gì đó. Xong rồi tình cảm của em kiểu như là mình bị xuống, mình bị hụt hẫng á. Buồn rồi buồn xong chia tay luôn. Dạ xong chia tay luôn. Cái cô bé ở bển đang nói chuyện mà tôi nghe có một cái âm thanh gì đó. Cái gì mà lỗ tai tôi thính dễ sợ. Tôi lắng nghe bạn nhỏ ngồi kế bên tôi nó hát. Ở bên kia nói chuyện mà bên đây nó là ghế màu đỏ hả? Ồ nãy bên kia nói bên đây dễ trái tim. À, kiểu như hưng phấn cái gì trong người á mà ngậm miệng lại nhưng mà tiếng nó ra từ trong cuốn họng á tôi nghe được cái bộ tiếng. Ôi. Tiếng hát ra từ trái tim. Ồ bữa nay tin quá trời luôn, toàn 4 bạn tin. Bây giờ nè, mẫu người đàn ông lý tưởng phải cao hơn em, không có gia trưởng, không có kỳ bò tính toán, với lại là ít nói một xíu. Tại vì em cũng hơi nói nhiều nên nếu mà hai đứa nói thì không đứa nào nghe nên em. Ở đây anh không có nói nhưng mà anh chỉ hát không à. À phóng anh có thừa tại vì anh có tiền rủng rỉnh ở trong ngân hàng để mua kem. À được chưa? Dạ. Cao to luôn, có thể ẩm em lên chút xíu nữa nếu như em bấm nút chọn. Đó. Ngon lành quá. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân ở dưới đi nè. À hello em gái, hôm nay em đi theo ủng hộ ai? Em xin chào anh Hứa Bình Đẹp và chị Cát Tường. Và em là bạn của bạn gái ngồi ghế xanh. Theo em nhận xét thì bạn em
có tính rất là tự độc lập về kinh tế của mình. Bạn ấy cần một người bạn nam lo cho bạn nó nhiều hơn, lo lắng, chăm sóc. Theo như em nghĩ rằng là bạn Khang ngồi ở ghế xanh hay là bạn Vũ ngồi ở ghế đỏ thì ai sẽ là cái người phù hợp với bạn của em hơn? Dạ, em thấy bạn ngồi ghế đỏ hợp với bạn Trinh hơn. Tại vì theo cách bạn ấy nói thì em cảm thấy hợp. Rồi, chị cảm ơn em. Rồi, mời em trai. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em là bạn của bạn Khang. Thì nói chung cái gu chọn bồ anh nó hơi khác người. Anh không biết tư vấn sao luôn. Không, nhưng mà mình phải quan tâm chứ. Như là không, mà mấy giờ anh có ý kiến này, em kiếm cái đồng tiền em búng lên đi. Mặt ngửa em chọn ghế xanh, mặt sắp em chọn ghế đỏ. Trời ơi, cái gì tình yêu mà làm như cờ bạc gì, có đồng tiền. Không, mình đùa thôi, quan trọng là chút kéo cửa ra em thấy em hợp với ai, cảm xúc với anh thì em chọn thôi. Thì nếu mà hỏi riêng với anh đó, thì anh chọn áo đen. Chọn áo đen là ngồi ghế màu xanh. Bạn á ngồi ghế màu xanh. Nhưng mà hỏi với anh chỉ là cô ngồi ghế màu xanh. Còn anh không biết thì ý anh sao, thì ý riêng của anh là vậy á. Em có cái linh cảm là bạn ngồi ghế màu đỏ có một cái diện mạo như thế nào, nghe qua cái giọng nói đó. Dạ em nghĩ phần đó sẽ là cao, hơi cao. Đôi con một xíu. Còn em có hình dung hai bạn nó như thế nào không? Theo em nghĩ thì chắc hai bạn sẽ kiểu trẻ. Và thường người trẻ thì sẽ biết chăm sóc bản thân, kiểu biết mặc đồ, chăm kỹ da chẳng hạn, đại loại vậy. Em nghĩ mấy bạn sẽ kiểu ưa nhìn. Và theo giới thiệu thì hai bạn đó khá là cao. Hai cô gái của chúng ta rất là nhỏ nhắn xinh xắn ha. Xinh xắn. Thôi được rồi, cho người ta chọn đi ông mua. Rồi, mở cửa trái tim. Đứng lên biểu diễn body nè. Hai anh đi. Cho mình có hai món quà nhỏ mình muốn tặng. Trời, đúng là mấy bạn trẻ. Dạ em cảm ơn. Chưa kịp khép rồi. Tặng quà liên liền. Mình có thể khui quà mình coi là mấy ảnh tặng cái gì vậy tụi em. À tặng quà hả? Rồi tặng đi, em muốn tặng, em tặng đi. Tặng đi, cứ tặng nhau. Đó. Giàu sang. Cảm ơn bạn. Dạ em. Ủa sao ngộ hả, mấy bạn này tặng ngược hết trơn ha. Bạn ghế đỏ kéo thì tặng bạn ghế xanh, bạn ghế xanh thì tặng bạn ghế đỏ. Chà, bây giờ sao ta? Giờ từng bạn một nè. Rồi bây giờ bạn gái, bây giờ rối hết trơn. Các bạn làm rối hết trơn, tại sao tặng quà chéo nhau? Hỏi hai cô gái trước, hỏi lý do tại sao em gái thấy ghế đỏ, tại sao em lại tặng quà cho bạn ở ghế xanh? Dạ, tại vì từ lúc nãy giờ em bị ấn tượng cái giọng nói của bạn đó. Rung rung quá hả? Cái giọng bạn ấy rung rung quá. Dạ, em tên là Huỳnh Minh Khang, hiện tại là em 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và làm bartender một quán bar ở quận Nhất. Không dữ vậy cơ. Nó rung hơi chưa. Nó rung quá hả? Dạ. Với lại micro bạn ấy bị hư quá. Rồi còn em gái ở cái xanh, tại sao em lại tặng cuốn sách cho bạn ngồi cái đỏ? Dạ tại vì bộ đồ. Vô tình trùng hợp. Nhau hả? Vô tình trùng hợp. Tất cả mọi thứ đều có lý do. Bởi vậy nhiều khi cái anh ngồi dưới anh kêu thảy đồng xu nó cũng có thể đúng lắm đó chứ. Không có cái gì đó, cái nhân duyên mà ha. Cái em cảm nhận thì cái áo của bạn ngồi ghế xanh là... cũng không có mạnh mẽ lắm nhưng mà được chấp nhận. Chấp nhận đúng không? Rồi, ổn đúng không? Dạ anh biết được là bạn ấy đã có thể điều khiển được khối lượng của người phụ nữ đó. Nhưng mà chưa điều khiển được chiều cao nha. Rồi bây giờ hỏi hai chàng trai nè, cảm nhận đầu tiên khi mở cánh cửa này ra thì thấy hai bạn gái như thế nào? Theo cá nhân em thì em thấy hai bạn đều rất là đẹp, dễ thương. Giọng nói cũng hay. Nãy giờ có sao xuyến, có ba rung động gì với ai trong lòng chưa? Có, mà nói kỳ lắm. Nói kỳ lắm. Sao mà làm gì với BD vậy? Mạnh mẽ lên coi. Đây cũng có. Cũng có không? Dạ. Nhắm ẩm nổi không? Được trời. Này, được chưa? Được. Còn em? Còn em? Cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy là hai bạn đều rất là xinh. Mỗi bạn có điểm xinh khác nhau. Có rung động với ai chưa? Có điểm xinh khác nhau. Có luôn. Nhưng mà không nên nói ra. Vì đúng rồi. Không giờ mình nói về cái trực diện mình thôi. Đã bạn ngồi ghế màu xanh có điểm xinh gì nè? Điểm xinh về mảng mà cá tính. Cá tính. Dạ. Còn bạn ngồi ghế màu đỏ có điểm xinh gì nè? Nhẹ nhàng. Bây giờ hai bạn nữ thì sao? Coi quà đi, bây giờ quà đi bên đó. Quà đi. Hả? Cái này là quà của ai à? Dạ. Của bạn màu xanh. Dạ của các bạn. Ghế đỏ. Bạn ghế đỏ tặng cho em á hả? Dạ. Là gì vậy? Wow. Là gì vậy? Son. Hình như là son. Nói chung người hình như là son hay sao? Người ta có tiền trong tài khoản á, cái quà tặng người ta không cắt. Cái quà tiền son màu hồng. Nhưng mà hai món quà khác nhau nha. Dạ.
Cái này là cái gì vậy? Là mình để vậy hả? Mình treo anh. Đeo lên. Quà của người ta mà lạnh không à. Quà của anh này mà tự nhiên ngồi thông minh. Đeo lên dạ. Nè. Ủa cái này gì nó bị dính gì hả ta? Đâu em hãy nói về món quà của em ý nghĩa như thế nào chứ anh đâu biết. Tại em thấy nó dễ thương với bạn nữ thì thích cái đó anh. Thế là phải son. Rồi còn bên đây món quà gì? Dạ của bạn ghế xanh là cái son. Còn cái son. Còn bạn bên ghế đỏ là. Căng quá vậy em cũng ra đi quà của em mà. Đây anh mở ra cho như anh biết nè. À, dạ dạ. Wow. Trời mấy cái này anh rành lắm. Ôi dạ không sao. Dạ đây là phấn mắt. À phấn mắt. Của bạn hồi ghế đỏ thẳng. Dạ. Hiểu tâm lý phụ nữ quá. Cái món quà, cái cây đó là ý nghĩa em tặng bạn đó là cái gì vậy? Tại vì em thích xương rồng á anh. Kiểu như là nó mạnh mẽ, kiểu như là nó sống trong mọi môi trường đều được. Nên em thích cái sự mạnh mẽ của cây xương rồng. Em muốn là gửi sự mạnh mẽ của mình. Dạ, cho bạn đó chăm sóc. Dữ là cho bạn đó săn sóc mới ghê chứ. Gửi sự mạnh mẽ của mình cho bạn chăm sóc. Rồi còn cái bạn này hai người mặc áo đen tặng cho nhau sách gì vậy? Ghê lắm, giải mã ma trận vũ trụ. Dạ cuốn đó là cuốn luật tâm thức à. Tại vì em thấy cuốn đó hay và tại vì em cũng thích đọc sách đó à, cho nên là em tặng mong là bạn đó đọc được, bạn đó sẽ tìm được cái nhiều thứ mới mẻ và hay hơn. Đại loại vậy. Nó nói về vũ trụ hay nói về cơ thể con người? Dạ nói về con người, về góc nhìn đa chiều. Wow. Có ngày nào đọc sách không Cương? Dạ em toàn đọc tiểu thuyết. Bên đọc tiểu thuyết ngôn tình, bên đọc về vũ trụ, hai đứa hợp dễ sợ. Rồi, chúng ta sẽ trò chuyện bây giờ mình, cái chủ đề của mình là sẽ là cái tình phí nha. Nhưng mà bây giờ mình nếu như yêu nhau thì theo như tụi em nghĩ à, nếu mình hẹn hò nhau đi chơi thì cái tiền bạc cà phê hẹn hò ăn uống đi chơi đi du lịch thì ai sẽ là người thanh toán? Đó. Đây, người phụ nữ rất là rạch ròi vấn đề tiền bạc. Em sẽ kiểu như là không nói thẳng với bạn đó. Tại vì em biết là con trai nó sẽ có một cái phần nào thể hiện cái trong lòng của mấy bạn đó. Đúng dạ không? Đúng rồi, kiểu như là em sẽ trả những cái món quà, những cái món cái phí mà lặt vặt á anh à. Hoặc là em sẽ hẹn một kiểu như ly chơi ở cái cuộc khác thì em sẽ lã khao lại bạn dạ. Đó còn em á thì thường em thích tặng những món quà nhỏ nhỏ cho nên là thường về việc ăn uống hoặc là đi chơi thì thường em sẽ để cho bạn nam chủ động trả và em thường sẽ trả những món quà nhỏ hoặc là những cái như bạn nữ bên ghế đỏ thì là những cái cuộc hẹn nhỏ hơn một chút đã lại vậy. Và thì em cũng có lý do khi mà em thích những bạn độc lập tài chính á, thì khi mà độc lập tài chính á thì khi em quen bạn đó em sẽ thoải mái hơn và khi mà bạn đó có lo lắng cho em hoặc là chăm sóc cho em thì em sẽ đây là tiền mà đó làm ra và em là bạn gái em xứng đáng em nhận được và em là bạn gái em xứng đáng em nhận được. Rồi hai bạn trai em. Dạ nếu mà khi mà đi chơi một cuộc hẹn nào đó em sẽ là người trả tiền. Nói chung là đi chơi là em trả tiền. Dạ đúng rồi. Rồi còn em thì sao? Dạ, thì em nghĩ là cái cuộc hẹn đó mà mình hẹn với nhau thì em cũng chủ động cho tiền vì em là người hẹn người ta, với lại em nghĩ là bạn nam thì cũng nên trả cho cái bữa mà hẹn hò của mình. Dạ, còn nếu như mà trong những cái cuộc hẹn đi chơi xa ví dụ thì nếu bạn nữ có cái ý định mà muốn chia sẻ phần nào đó kiểu là như một bữa ăn hoặc là cái gì đó thì bạn nữ có thể góp vô, còn không thì em vẫn sẵn sàng cái tâm lý là em sẽ trả. Hỏi ra để cho các bạn chia sẻ để các bạn tự nhận xét về nhau, tự hiểu về nhau xem mình có thể phù hợp với ai. Rồi một chủ đề nữa nha, bây giờ chị hỏi bạn gái cái đỏ trước nè, em suy nghĩ như thế nào nếu như mà mình đang yêu một ai đó bỗng một ngày mình đi làm, đi trên đường đến công ty gì đó mình thấy một anh chàng khác, mình say nắng anh chàng đó thì em sẽ xử lý ra sao? Khi mà yêu ai đó thì em sẽ có một vị trí cho cái người đó trong trái tim của mình. Nếu mà em có lỡ thấy cái người nào đó mà kiểu như ngon hơn hay gì đó thì em cũng sẽ em sẽ tự nhủ lòng là đó chỉ là cảm nắng thôi, em tự biết được. Em kiểu như là em phân ra rõ ràng là cái đó là cảm nắng hay là cái người mà đồng hành với mình từ đó giờ mới là người bạn trai của mình chứ không phải là cái người mình chỉ thoáng qua thôi. Em gái màu xanh, ghế xanh. Xác định mối quan hệ yêu đương luôn thì em thường em sẽ xem người bạn trai là người phù hợp nhất. Tại vì theo quan điểm của em là không phải tốt nhất nhưng phải là phù hợp nhất. Cho mình hỏi là thí dụ mà bạn trai làm quán bar đi, bạn nghĩ cảm giác như nào khi mà bạn trai mình tiếp xúc rất là nhiều nữ và khi mà uống bia với khách thì lúc đó là bạn có cấm cản là tiếp xúc với nữ nhiều không? Nếu như là em là có bạn trai làm trong quán bar thì em sẽ tin tưởng bạn đó nhưng mà ở một cái mức nào đó thôi. Ví dụ như là bạn đã quen em thì ít nhất bạn đó cũng sẽ để mối quan hệ của em trên Facebook là đang hẹn hò gì đó. Còn nếu như mà lỡ mà bạn đó kiểu như sa ngã
em muốn nghe lời giải thích của bạn đó. Anh giải thích thì em cho anh 3 phút để anh giải thích. Anh có 3 phút để anh nói lên cái những cái gì có đó của mình. Có cơ hội trước toàn. Dạ. Em lúc nào cũng luôn cho người khác cái cơ hội là để giải thích cho mình, nhưng mà phải thuyết phục em được nha. Còn nếu như mà lý do mà công việc anh này kia hay là lấy cái lý do mà em không hợp lý thì thôi em sẽ không nói nữa. Rồi, em. Trong cái môi trường quán bar thì mấy bạn có chịu được cái việc mà bạn trai không thể mà cứ kiểu mà mình xin ốp liên tục mà mình đi chơi với nhau nhiều quá. Kiểu chỉ là lâu lâu, một tháng có thể là một hai lần thôi chứ không được nhiều. Mấy bạn có chấp nhận được cái việc đó không? Dạ, được. Tại vì em cũng là đi làm rồi nên em hiểu cái cảm giác mà đi làm thì xin nghỉ là một ngày rất là khó. Nên là việc mà bạn trai mình nó phải xin nghỉ rồi nó đi, bạn nó đi với mình á thì khó khăn cho bạn đó dữ lắm. Nên em thông cảm được. Chỉ còn là một tháng, hai tháng gì hai đứa một chuyến đi xa thì em cũng chấp nhận được. Trả lời câu hỏi của bạn ghế xanh trước. Thì là quan điểm của em á là em thường là một người khá là tự tin về mình. Em nghĩ là khi mà hai người yêu nhau thì phải có sự tin tưởng với nhau. Và em nghĩ là khi một bạn nam thích em hoặc là quen em thì em cũng có một cái giá trị hoặc là có một cái ý nghĩa nhất định. Cho nên là em thường là sẽ tin tưởng. Và kiểu em cũng thích đi bar uống rượu á. Cho nên em sẽ ghé quán bar bạn trai em uống. Đại loại vậy, vui mà. Cho nên là em sẽ khá là tin tưởng. Còn câu hỏi của anh ghế đỏ thì bản thân em cũng là người khá là bận rộn. Cho nên một tuần hoặc là một tháng up một hai lần cũng ok. Nhưng mà quan trọng là em cần được biết lịch trình của bạn trai em. Ok. Bây giờ anh hỏi hai em nè. Tại vì công việc của em là biết rồi, là bị giới hạn. Nhưng mà cái địa điểm của em thì lúc nào bạn gái của em cũng đều biết hết. Thì em có ngại khi mà mình đang làm việc thì bạn gái tới chơi không? Dạ em thấy bình thường. Bình thường. Dạ em còn welcome nữa. Welcome luôn. Dạ. Tới nhớ bo cho em được rồi. Dạ không, chỉ cần giữ khoảng cách với các bạn nam khác là được rồi. Việc mà mấy bạn nữ tới cái quán của em làm ngồi thì em cũng thấy bình thường không có việc gì hết. Kiểu người ta tới với em thì em còn vui nữa. Dạ thì em cũng không cần mấy bạn mà kiểu mình tự biết giữ bản thân là được. Còn nếu mà mấy bạn mà trong cái tình trạng mà có thể mấy bạn bị say thì có thể em cũng sẽ, nếu mà thấy có ai có cái ý định tiến tới thì em sẽ ngăn lại. Bây giờ mình đàn ông thanh niên mình chủ động đi. Các chàng trai có thể là tiến tới và có thể là xin nắm tay một cô gái mà mình thích hoặc hai cô gái luôn để đo cái cảm xúc trong người của mình và muốn nói một điều gì đó với các cô ấy trước khi mà chúng ta bắt đầu. Cho mình xin nắm tay một cái đi. Kỳ quá. Nhìn đâu mà trời. Chữ nó không có giống. Đâu em đứng dậy, đứng dậy luôn, em đứng dậy luôn. Rồi, nắm tay. Rồi không nói gì luôn. Em xin cho mình nắm tay. Trời ơi. Trời ơi. Trời mấy đứa trẻ này nó. Rồi thôi về đi. Dạ, thôi về đi. Thế này qua. Tự gì thử ra ông nội. À cho phép mình nắm tay bạn xuống nha. Rồi. Tay bạn ấm quá. Rồi có nói gì không? Thả tính gì thả tính nha. Qua chương trình này là cho mình cơ hội để hai người tìm hiểu nhau. Dạ. Mình cũng mong gì. Kính thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta phải đưa ra quyết định của mình. Bên hông cái ghế của các bạn có hai cái nút bấm, mà một nút màu đỏ, một nút màu xanh sẽ tương ứng với vị trí ngồi của đối phương. Mình thích cái bạn nào thì mình sẽ bấm vào cái nút vào màu ghế đó. Và bây giờ các bạn trẻ của tôi ơi, hãy đặt tay lên nút bấm đi nào. Hướng mặt về trước, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại để làm gì? Nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Thích một bạn nam không cần quá đẹp trai, không cần hot boy như vậy đâu. Em chỉ cần một bạn kiểu ưa nhìn nhưng mà phải là tinh tế một chút với tử tế. Không có gia trưởng, không có kỳ bò tính toán, với lại là ít nói một xíu. Em thích mấy bạn bánh bèo xíu, không có cần quá mạnh mẽ đâu. Dạ, tại em bao bọc người ta được. Có biết nấu ăn cũng được, mập cũng được. Tại vì em có thể làm cho bạn có thể bạn em giảm cân được. Dạ, đúng rồi. Bóp. Tất cả đã đưa ra quyết định của mình chưa ạ? Hết thời gian. Và các bạn có thể nhìn thấy. Ồ.
vào ngày hôm nay. Em bấm lộn anh. Đúng rồi. Rồi em bấm gì nhiều quá vậy? Bây giờ hai màu luôn rồi. Cái gì? Bây giờ em phải dùng màu gì? Màu đỏ hay là màu xanh? Bây giờ em đừng có nhìn ghế bên đây. Bây giờ vấn đề chị hỏi em là vậy em chọn màu xanh hay màu đỏ? Anh áo. Không có áo, ghế xanh hay là ghế đỏ? Nó da bèo đúng không? Rồi, quyết định. Người ta chưa trả lời, ông đừng trả lời giùm người ta. Em muốn chọn anh ghế màu xanh hay ghế màu đỏ? Cái anh mà áo đen. Cái anh áo đen là cái anh đen ngồi là ghế đỏ. Rồi bấm nút đỏ. Bấm nút đỏ. Trời đất ơi, cái gì có hai cái nút bấm mà cô không quản lý được hả cô? Đúng rồi, đâu ra đó đàng hoàng hả? Bậy bạ được. Tại không mà trắng tay lại về không. Hả? Tăng ta lăng tăng tăng tăng. Chúng ta có thể đi dạo một vòng mà ngắm xem. Em sẽ suy luận. Anh da beo. Dạ. Anh da beo. Dạ. Thì đã hướng tới cô gái ghế màu đỏ này. Và cô gái màu đỏ này đã hướng tới anh ghế đỏ này. Cái mặt quá đạt. Và anh ghế đỏ này hướng tới cái cô áo xanh này. Và nguyên nhân đầu đuôi đầu ngang muốn nhỏ là từ em hết. Tại không sao? Bấm gì cả. Tại sao em không chọn ai hết? Em nghĩ là em nghĩ là cần thời gian tìm hiểu thêm. Em hơi chậm một tí. Thật ra là hôm nay chị cho tụi em trò chuyện là hơi dài hơn những cặp người lớn khác rồi đó. Còn em thì sao? Sao rối vậy? Giờ xác định rõ nãy giờ bấm lộn hay bấm đúng? Từ từ để em suy nghĩ ra, nãy giờ vẫn chưa hiểu rõ vấn đề luôn. Là sao? Là em bấm cái ghế hay là em bấm cái người ngồi trên cái ghế á? Bây giờ giật này đúng không? Anh đó là thích anh đó thì bấm đúng rồi. Anh ngồi ghế đỏ thì em bấm nút màu đỏ là đúng rồi. Chứ em bấm từ lưa vậy, em muốn hai anh lượt luôn. Không. À, rồi bây giờ anh không chịu bấm em là em cảm thấy như thế nào? Em bình thường. Sao kỳ vậy? Thích người ta không thích mình mà mình bình thường. Nếu không thích được thì mình hãy làm bạn. Vậy em ổn chưa? Dạ ổn. Không sao. Rồi mình còn trẻ mà. Dạ. Rồi thôi mời bốn em đứng lên. Vui. Những bạn trẻ, chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Kính thưa quý vị, mặc dù là hôm nay là bốn bạn nó tréo nghe tréo ngoảy một chút xíu, không ai bấm được chọn ai, và coi như ông mai bà mối là thất bại toàn tập. Nhưng mà thôi cũng vui, bởi vì thật ra cơ hội của các bạn sẽ còn rất nhiều. Hôm nay khi chương trình này phát lên, biết đâu có rất nhiều chàng trai, trai xinh gái đẹp sẽ gửi yêu cầu về chương trình, hoặc là sẽ tự động kết nối với các bạn. Bốn bạn ngang tuổi với nhau, nhiều cơ hội như nhau. Chúc cho các bạn sức khỏe, thành công trong cái sự nghiệp của mình nha. Để cho bạn nào cũng có tài khoản rủng rỉnh tiền ha. Và ngay bây giờ thì Cát Tường xin tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho các món ăn của mình thơm ngon hơn, tròn vị hơn và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và đây là sản phẩm không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn. Tặng cho bạn. Đây. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Và đối với các bạn, những cặp đôi thất bại, đừng lo. Chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói Premium của ứng dụng mang tên Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, sẽ ra mắt vào dịp Valentine, giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì các bạn sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nha. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Và cách đăng ký tham gia chương trình cũng rất là đơn giản. Đăng ký ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.